Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Chúng ta đã đi qua khái niệm của nghiệp. Và bây giờ chúng ta đang ở cái phần thứ hai là phân loại nghiệp. Phân loại nghiệp thì cái phần thứ nhất mà để phân loại nghiệp á, là chúng ta tựa trên cái căn bản đạo đức tâm linh. Thì đạo đức tâm linh hay là trí tuệ tâm linh á, thì đó tóm gọn bằng hai cái chữ là chúng ta phân biệt được cái thiện và bất thiện. Bởi vì nghiệp của chúng ta cũng sẽ phân theo thiện và phân theo bất thiện, đó là cái tổng quát. Và khi mà những cái thói quen, những cái hành động tạo tác của chúng ta, mà cái tạo tác này đó nó có sở hữu tư chủ động trong đó, thì đó là nghiệp. Và cái tạo nghiệp đây tức là chúng ta gieo xuống cái hạt giống, gieo xuống cái nhân, thì cái nhân này bắt buộc nó phải trổ quả. Vậy chúng ta gieo nhân và chúng ta gặt quả, thì đó là cái con đường của nghiệp. Và chúng ta gieo từ đâu? Chúng ta gieo từ trong cái ý nghĩ của mình, từ trong ý. Ý đây tức là tâm. Bây giờ nó hiển lộ qua cái lời nói, và nó hiển lộ qua tất cả những cái việc làm, còn gọi là cái hành động. Những cái phần chủ yếu nằm đây. Và cái tâm chúng ta đó được định hiến trong hai cái chiều đối nghịch nhau. Cái chiều mà nó hướng thượng, nó đi lên, nó trong sạch, nó sáng suốt, thì đây là cái con đường thiện. Và cái con đường mà nó sai lệch, nó đưa tới cái đảo điên, nó đưa tới cái tối tâm, cái lỗi lầm và cái tội lỗi đó, thì nó là cái con đường của bất thiện. Như tập dạy tâm của chúng ta đó hoạt động ngày đêm trong cái đời sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta không có định hình được, không có phân biệt được á, là tâm chúng ta nó dẫn đi con đường nào, chúng ta không rõ. Có những cái thì chúng ta thấy rõ biết rõ, có những cái chúng ta không thấy rõ biết rõ. Bởi vì sao? Vì nó cực kỳ vi tế và nó ẩn tàng, không có hiển lộ ra. Và cho nên một cái bài kinh Pháp Cú mà nói về tâm á, nó nói thế này: lao mình trong cuộc hành trình xa xôi diệu vợi, đó đây đơn độc một mình, ẩn mình trong hang sâu. Như vậy cái tâm chúng ta đó, nó khi mà nó xuất hiện có một tâm duy nhất, nó hoạt động trong cái sân khấu nội tâm của mình, có một thôi. Và nó đi, chúng ta không định hướng được nó. Nó đi đâu thì chúng ta cũng không có rõ được nó. Và con đường đi của nó sẽ đi thế này. Nó không những là nó đi trong cái cõi dục giới này, trong cõi dục giới này nó đi con đường thiện đây, nó đi con đường bất thiện đây. Nó còn có thể đi vào trong cái cõi sắc giới của các bậc tu thiền định, cõi vô sắc giới cũng của các bậc tu thiền định vô sắc giới, và nó đi trong tâm của bậc thánh nhân. Như vậy đó, gọi là lao mình vào cuộc hành trình xa xôi diệu vợi, không biết nó đi đâu nữa Và nó đi không biết bao giờ, bởi vì nó đi trong luân hồi của chúng ta rất nhiều kiếp, không phải chỉ một kiếp mà thôi. Và chúng ta để ý trong cái tâm của mình đó, khi nó khởi lên, ý tốt có, ý xấu có, ý đúng có, ý sai có, ý thẳng thắn có, ý quanh co có, thiện lành có, ác nghiệp có hết. Nhưng mà chúng ta kiểm soát nó được bao nhiêu? Khi mà chúng ta nói rằng chúng ta kiểm soát nó được bao nhiêu, tức là khi đó cái tâm mà nó thuộc về cái sáng suốt và cái an định đó, nó nằm trong cái thiền định và nó nằm trong thiền tuệ. Còn khi nào mà chúng ta không có định tâm lại để thấy nó, để biết nó đó, thì cái tâm chúng ta nằm trong cái phàm phu. Cái tâm phàm phu là cái tâm
mà chúng ta đi vào trong những cái bóng tối của suy nghĩ của mình, chúng ta thiếu cái sáng. Và cái bóng tối đây đó, nó không có nghĩa là chỉ là một cái màu đen. Bóng tối đây có khi nó là đầy những cái màu sắc rất là đẹp. Đó là những cái ảo ảnh khi mà những cái tham dục, những cái luyến ái, những cái mong cầu chúng ta khởi sinh lên đó, thì chúng ta phủ đầy những cái màu sắc mà. Bởi vì cái chúng ta muốn nó phải đẹp, nó phải như giấc mơ của mình. Và ai cũng có một cái giấc mơ trong cái đời sống của mình hết, một cái giấc mơ đẹp. Nhưng nó đẹp về cái gì thì chúng ta chưa có trả lời. Chúng ta biết là cái giấc mơ đó nó vừa ý mình, nó đẹp ý mình, nó là mộng tưởng của mình. Nhưng mình thử hỏi nó thiện hay bất thiện, và nó dẫn chúng ta về đâu. Còn chúng ta có khả năng biến cái ước mơ đó thành hiện thực hay không, thì chuyện đó đó chúng ta cũng chưa có đặt vấn đề với mình một cách sâu sắc và một cách thực tế. Thì chính vì vậy á, nó làm thành cái ảo ảnh ở trong ta. Và chúng ta đi theo cái ảo ảnh của mình. Và biết bao nhiêu người đó cuồng tâm loạn trí, cũng chỉ vì đó mình mất đi những cái mà gọi là mộng tưởng trong cái đời mình, hoặc là những cái gì mà mình đó, thần tượng nó quá, bây giờ nó bị phá vỡ rồi, thì nó cũng làm cho mình loạn cuồng cái tâm trí. Như vậy tâm của chúng ta nó đi nơi đâu ở trên thế gian này khi cái đời sống hiện tiền chúng ta còn ở đây, và trong luân hồi nó đi về đâu chúng ta cũng không biết. Mà tất cả chúng ta đây nè, mặc dù mình hiểu biết cách mấy mà mình không có cái rèn luyện đủ vững vàng đó, thì cái chết nó gần kề đó, mình cũng có một cái nỗi sợ hãi. Và cái nỗi sợ hãi không phải chỉ có trong cái hiện kiếp này, mà cái nỗi sợ hãi này nó đi từ trong luân hồi không biết bao nhiêu kiếp. Bởi vì ghi thân quả mãn chung rồi, chúng ta chưa biết là chúng ta sẽ tái sanh về đâu. Và như chúng ta đã học về tâm tục sinh thì chúng ta biết rằng, dẫu nói rằng gieo nhân lành gặt quả lành, nhưng gặt vào cái thời điểm nào thì cái chuyện đó là chúng ta không có sắp đặt được, và chúng ta không có kiểm soát được. Nó vận hành theo cái quy luật của nó, mà cái quy luật của nó không phải phối tất cả những cái yếu tố thuộc về nghiệp lực đó, trong một cái đời này, mà nó phối trong cái đời này, nó đã phối từ vô lượng kiếp. Và nó hình thành cái gì? Nó hình thành một cái năng lượng, cái năng lượng lành và cái năng lượng xấu. Thì bây giờ cái giờ phút lâm chung chúng ta đó, những cái năng lượng nào mạnh nó sẽ phát sinh lên, và nó câu thông với những cảnh giới mà chúng ta sẽ tới đó. Cho nên đó là khi nói là khi chúng ta gieo xuống cái nghiệp, đây là chúng ta gieo cái nhân. Gieo cái nhân đây, và khi chúng ta gặt cái quả, quả để đưa đi tái sanh, thì chúng ta gieo xuống là vô số những cái đúng và những cái sai, những cái thiện và những cái bất thiện, thì chúng ta gieo vô số. Và tôi không nhớ nổi trên cái đường luân hồi có những cái ý nghĩ nó phát sanh lên, có những lời nói đi, có những cái hành động chúng ta đã tạo tác, chúng ta không còn nhớ nữa. Ngay hiện kiếp này chúng ta vẫn không nhớ mà. Cái hồi mình còn nhỏ đó, mình cũng có cái suy nghĩ nè, mình cũng có lời nói, cũng có hành động nè, trước là đối với cha, với mẹ mình, với người sống chung, tạo tội hay phước có chứ không phải không có đâu. Mình thấy không? Có những cái đứa nhỏ đó, mẹ nó lúc nó ăn mà nó không giữ ý, nó phun ngay mặt mẹ nó. Như vậy nó phải có khởi sinh từ trong cái ý của nó. Cái ý của nó là nó bất bình, nó không muốn ăn cái vật thực đó, nhưng mẹ nó đút nó ăn. Và như vậy khi nó bất bình này, nó sẽ phản ứng. Nó phản ứng bằng tâm sân. Và vì vậy nó phun thẳng vào trong mặt của mẹ nó. Đây là nó tạo tác con đường sân. Nó là pháp bất thiện. Vậy nó có ứng xử đó.
Và cái lời nói của nó là con không ăn đâu, con không ăn đâu. Thấy không? Con không ăn đâu. Và cái hành động của nó là phun ra. Như vậy ta còn nhỏ đây, ta đối với cái người thân yêu nhất của mình là mẹ mình đó, mình cũng có lỗi lầm, chứ đâu phải không có. Và chúng ta nói rằng đó là nó còn nhỏ quá, nó đâu có biết gì. Chính xác, nó không biết gì. Nhưng cái hành động này nó đi từ vô lượng kiếp đến nay. Cái vô lượng kiếp đó nó ứng xử trong cái tập khí của nó. Ứng xử trong tập khí. Phước báo giữa mẹ con có với nhau thì mẹ lo cho con cái gì con cũng vui ha. Món dở nó cũng ăn thành ngon. Còn khi phước báo đối với nhau không đủ đó, món ngon nó thành dở. Nó không ăn là nó cứ không ăn. Nó khóc lóc và nó nôn mửa ra, nó phun phèo phèo lên. Như thế không? Chúng ta đã tạo tác từ khi chúng ta không biết gì cả. Nhưng đây là tập khí. Và chúng ta ứng xử trong cái tập khí của mình. Khi mình lớn lên nữa đó, là do cái người lớn gợi ý, nhắc nhở, thì chúng ta mới kiểm soát được. Chúng ta mới thấy được, chúng ta mới kiểm soát được, chúng ta mới bớt đi. Còn không thì chúng ta cứ theo cái tập khí đó. Quý vị thấy một cái tin không? Một cái cô này nuôi mẹ, mẹ bị tai biến, nuôi có một mình thôi, đằng đẵng từ năm này sang năm khác. Bà cụ thì cứ khốn khổ như thế mà sống. Và cái người con đó cũng khốn cùng trong cái cảnh của mình. Và cuối cùng đó, nghe người ta nói rằng là những người như vậy mà uống cái nước tăng lực vô đó thì nó làm cho cái huyết áp tăng lên có thể chết. Thì cô này mua thuốc, mua cái nước uống tăng lực cho uống. Nhưng mà cụ cuối cùng cũng không có chết, cho nên là mới là làm cho nghẹt thở cho chết luôn. Do cái nguyên nhân trực tiếp đó, là nó nằm trong cái cùng khốn, cái cùng quẩn của sự suy nghĩ. Cùng khốn là cái chỗ là bây giờ tiền bạc tất cả mọi thứ đều khó khăn. Cùng quẩn là cái chỗ là không biết chừng nào á mình mới thoát khỏi cái cảnh này. Mẹ là cứ thế, còn mình là cứ phải ngày ngày cứ phải săn sóc như thế. Và từ cái chỗ cùng khốn, chỗ cùng quẩn đó, đi tới một cái hành động cực kỳ tâm tối. Đó là cái gì làm cho mình đây phải khốn khổ thì hãy hủy diệt cái cản trở này đi, cái yếu tố này đi. Hủy diệt được rồi thì mình thôi. Đó là cái phản ứng tâm tối của tâm sân. Mà tất cả chúng ta đây, khi mà cái tâm sân nó ngự trị trong tâm của mình á, cách giải quyết của mình đều như thế, không có thể khác hơn. Nó ngự trị trong tâm mà nó hoành hành. Bởi vì sân là một kiết sử, cái năng lực của nó cực mạnh, nó có thể sai khiến. Mà chỉ khi nào chúng ta có một cái phước báo, khi những cái ý nghĩ đó nổi dậy, chúng ta định tâm lại, chúng ta suy nghĩ là đây là mẹ của mình. Bây giờ những cái nỗi khổ này mình có thể đi than, đi thở được, đi nói với người này người kia được, chia sẻ được, thì mình chia sẻ cho nó nhẹ gánh, để rồi mình có thể tiếp tục báo hiếu với mẹ. Nhưng mà ai là cái người sẽ là chia sẻ đấy? Ai là người sẽ nâng đỡ tinh thần người đây đấy? Và người này có biết ai để mà nói hay không? Ví dụ như tổ dân phố, hội phụ nữ, những người cao tuổi hay là những người cùng lứa tuổi ở trong cái khu phố mình, mình có thể quan hệ được không? Có thể nói được cái điều đó không? Thành ra tất cả những cái mà nó hình thành trong cái tâm của mình là chính nơi cái tâm này, chính nơi cái tâm này. Khi nó tạo tác rồi thì bao giờ nó cũng tạo quả. Những cái pháp bất thiện này cũng tạo quả, những cái pháp thiện này cũng tạo quả. Và cuối cùng khi thân hoại mạng chung, chúng ta đi tái sanh bằng tâm quả. Và ngay trong cái hiện kiếp này, tất cả những gì mà chúng ta tiếp nhận đây, tiếp nhận những cái quả của chúng ta đây, cũng tiếp nhận bằng tâm quả.
Cái đời sống này đó là chúng ta tiếp nhận cái quả và chúng ta ứng xử với cái quả mình. Bởi vì đây là cái nguyên tắc mà nó trải qua từ vô lượng kiếp. Bất cứ là một kiếp sống nào, bất cứ là dưới một cái dạng nào, thì chúng ta tái sanh ở nơi đâu, thì cái nơi đó là nơi chúng ta phải tiếp nhận những cái quả mà mình đã gieo trồng từ vô lượng kiếp. Đây, đây là cái hiện kiếp của mình đây. Thì cái hiện kiếp mình có mặt đây trong cái đời sống này để tiếp nhận những cái quả mà mình đã gieo trồng từ vô lượng kiếp đây. Chúng ta gieo xuống cái nhân, gieo xuống những nhân. Và bây giờ đó, những cái nhân này nó trổ quả liền trong tâm. Và nơi cái hiện kiếp này thì cái nhân quả nó sẽ có mặt ở đây, nó tiếp tục ở đây. Và như vậy trong cái đời sống hiện tại này, chúng ta sẽ ứng xử với cái quả của chúng ta như thế nào, thì cái ứng xử này là chúng ta đang gieo cái nhân mới. Cái quy tắc nó là vậy, cái cách nó vận hành là như vậy. Đời này chúng ta có mặt ở đây, chúng ta là con người, chúng ta là người nam, chúng ta là người nữ, chúng ta có vai trò và có cái vị trí trong gia đình cũng như trong xã hội. Vai trò đó khi nhỏ chúng ta là con của cha mẹ mình, em của anh chị mình, và là chị hay là anh của những đứa em mình. Và chúng ta có cô dì chú bác, chúng ta đi học có thầy cô, chúng ta có bạn bè, sau nữa chúng ta đi làm việc ở ngoài xã hội thì chúng ta có cái cơ quan, có cái đoàn thể. Và chúng ta di chuyển đi khắp nơi thì chúng ta có gặp người này người kia, việc này việc nọ. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là quả trổ sanh và chúng ta phải ứng xử. Những gì mắt chúng ta thấy mà chúng ta tiếp nhận để về mặt tình cảm, cái trái tim chúng ta rung động. Về mặt nghĩ suy, chúng ta có hai cái thứ đó để mà chúng ta tạo nên cái cảm xúc và cái ứng xử. Thì đó là chúng ta vừa tiếp nhận quả, chúng ta vừa gieo cái nhân mới. Đời sống nó chỉ là một cái chuỗi nhân quả nó đi như vậy mà thôi. Và nhân là tạo nghiệp, và quả là gặt hái cái nghiệp đó. Và đời sống tất cả nó vận hành trong cái nhân quả mà thôi, không đi ra khỏi cái luật nhân quả này. Còn cái luật nhân quả này nó chi ly, nó phức tạp như thế nào đó, thì như chúng ta đã biết trong cái hai bài kinh trước rồi. Mặc dù nó chưa đầy đủ, nhưng những cái căn bản là chúng ta đã nắm rồi. Nó không phải gieo xuống và trổ liền. Có gieo xuống trổ liền, có gieo xuống trổ vào kiếp sau, có gieo xuống trổ không biết bao nhiêu kiếp, thì chúng ta không có rõ được. Như vậy khi mà chúng ta nói đến cái phần thứ hai, mà chúng ta nói là phân chia nghiệp theo nơi, hoặc là theo cõi hay là giới đó, thì cái nghiệp mà nó được phân loại đây đó, tức là bây giờ chúng ta tái sanh ở cái cõi nào, thì cái cõi mà chúng ta hiện hữu đó chính là nó xác chứng cái quả mà chúng ta đã gieo từ vô lượng kiếp cho đến cái kiếp mà chúng ta vừa bỏ cái thân mạng đây. Và nó hình thành ra một cái thân mạng mới phù hợp với cái cõi mà chúng ta tái sanh. Như vậy cái cõi là cái nơi có thể sống được, cõi là cái nơi mà mình tái sanh đến. Giới đây cũng vậy. Giới đây có nghĩa là một cái chỗ, mà cái chỗ đó là nó như vậy à. Cái bản chất nó như vậy là nó như vậy. Thí dụ như mình sinh ra trong cõi dục này, trong cõi dục giới này, thì tất cả chúng ta đây đều có một cái khuynh hướng giống nhau, là khuynh hướng thọ dục. Dục là những điều chúng ta muốn. Và khi chúng ta muốn cái gì đó mà chúng ta được đáp ứng, được thỏa mãn, thì chúng ta cảm thấy hài lòng, chúng ta gọi là cái hạnh phúc. Đó là cái khuynh hướng chung của tất cả những người sinh ra trong cõi dục, nên nó gọi đây là cái giới. Giới đây là đa thú, đây là cái cõi sống. Thì khi sinh ra những cái đặc điểm như vậy, hoặc là những người sinh ra trong cái cõi dục này đó, thì trong cái nghiệp mà họ mang theo đó là có thiện và bất thiện. Thiện và bất thiện này đó,
nó gọi là những con người mà nó có phân nửa là lạc, và đây đó là một nửa là khổ. Chúng ta sinh ra làm người ở trong cái cõi dục, là cái khuynh hướng tất cả chúng ta đều muốn thọ nhận cái dục lạc ở thế gian này. Và cái thứ hai đó là chúng ta sinh ra trong cõi dục thì chúng ta là cái người có nửa lạc nửa khổ, cái nửa tốt và cái nửa xấu đây. Nhưng mà làm người đó thì cái khuynh hướng tốt nó nhiều hơn cái khuynh hướng xấu. Làm người thì cái khuynh hướng tốt mạnh hơn là cái khuynh hướng xấu. Nhưng mà có những người có cái phước báo sinh ra làm người, nhưng mà khi họ đi vào cái con đường thọ dục đó thì những cái phần mà dục vọng tâm tối của họ mạnh quá, cho nên là nó làm cho những cái phần tốt đẹp, cái phần người của họ chìm xuống, mà cái phần thấp kém của họ dương lên. Lý do tại sao vậy? Tại vì có những chúng sinh từ cõi chư thiên tái sanh xuống, có những chúng sinh nó từ bốn cõi khổ tái sinh lên. Trong bốn cõi khổ đó có những người là cầm thú, có những người thuộc về quỷ, quỷ đói, nó khao khát nhiều thứ, nó khao khát hôn cùng, khao khát về dục lạc nam nữ, khao khát tiền bạc, khao khát quyền lực, nhiều thứ khao khát lắm. Mà khi nó hiện hình trong cái đời sống này dưới cái dạng của một con người thì những cái khao khát nó nổi bật lên. Cho nên nó là một cái dạng của quỷ, mà nó là quỷ đói. Đói khi không có duy nhất là nó đói về thực phẩm đâu. Con người ta đói về thực phẩm đó, thì dễ thương. Vậy thì chỉ muốn ăn để cho người ta duy trì cái sự sống thôi. Ham ăn, háo ăn một chút cũng là dễ thương. Nhưng người ta ham những cái thứ mà không phải nuôi cái sự sống, mà nuôi cái sự khao khát khôn cùng của người ta đó, thì cái đó nó mới khủng khiếp nhất. Cũng như một cái con cọp mà nó bắt những con khác nó ăn thịt á, thì nó ác, nhưng mà cái ác của nó còn có thể thông cảm được, tại vì nó đói quá, nó không có thực phẩm để ăn. Nhưng mà con người đó giết đồng loại của mình hàng loạt, không phải vì họ đói cái thịt người, nhưng mà họ đói cái quyền lực, họ đói cái tiền bạc, và họ muốn chiếm hữu những cái thứ khác nữa. Và cái đó nó không ở nơi một con người, nó ở cả một cái tập đoàn. Cho nên mới có chiến tranh đó, đi xâm lăng những cái nước khác. Cho nên mới tàn ác, giết người, cướp của, làm tất cả những hành động đê hèn nhất để mà biện minh cho cái chuyện mở rộng cái xứ sở của mình. Đó là cái loài quỷ mà. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy cái điều đó, để người ta xuất hiện dưới dạng là một con người nửa lạc nửa khổ, nhưng người ta đã để cho cái phần tâm tối này nè, nó mạnh mẽ lên và nó hiện hình ra những cái con người như thế đó. Và quỷ lớn quỷ nhỏ gì có hết. Trong cái gia đình đó, quý vị thấy cái người phụ nữ tâm tối đó sống như quỷ mà không biết, mà lại còn mù mờ ở cái chỗ đó, ra vẻ như mình đây đó làm cái điều thiện, điều tốt, mình kiên trì, mình sẽ cảm hóa người khác. Không đâu, không đâu. Khi cái nhân quả nó gặp nhau đó hiếm hoi lắm, trừ khi mình đã tu từ nhiều kiếp, mình làm cái vị Bồ Tát mà cái tâm của mình sáng, sáng sủa lắm đó, mình mới làm được công việc đó. Còn phần lớn đó, nó là con mồi của quỷ dữ, mình nhìn không ra. Và người ta nô lệ không biết bao nhiêu kiếp, không biết bao nhiêu kiếp. Nhắc lại như vậy. Và lần trước trong cái lớp này sư cô có nói nè, một người thoát khỏi cái nghiệp của mình là một cụ già trên 80 tuổi, ly dị với người chồng mình. Sau khi ly dị xong thì vào viện dưỡng lão ở. Và biết bao nhiêu người đó theo cái pháp thế gian đó, đều nói rằng thôi cụ ơi,
đàn nào thì cũng sắp chết rồi, ly dị làm chi? Đã chịu đựng được 10 phần, đã chịu đựng được 9,9 phần rồi, bây giờ còn một phần 9 nó không chịu đựng được sao? Đó là một cái lời nói đó ngập chìm trong tâm tối, không phải con người sáng suốt. Chính cái còn nó 9,9% mà nó còn cái phần nhỏ này đây nè, mà cái giờ phút cuối cùng này mà thoát được, mới ra khỏi cái nghiệp trì trệ của mình. Bà nói rằng là suốt đời bà phục vụ cho một cái người đàn ông vô trách nhiệm, cho đến lúc á mà cái người nó mỏi mệt và nó đau rồi, không còn lết được nữa, mới năn nỉ: ông ơi, ông giúp giùm cho tôi mấy cái việc này đi, bắt cái nồi cơm lên đi mua thức ăn về đi, tôi chỉ cho mà làm, hoặc tôi ngồi đó tôi làm cho. Ông ta nói rằng đó, tôi có vợ để tôi vợ hầu hạ tôi chứ không phải tôi hầu hạ vợ. Là bà lập tức ly dị liền. Vì cái câu này nó xác định sao? Không có tình người. Và bao nhiêu năm mình chịu đựng để mà cho tới cái giờ phút này nè, thấy người ta có một chút tình người nhưng không còn tình người nữa. Vậy ta ở với ai trong mấy chục năm dài này? Xác định đi. Và giờ phút cuối cùng này cắt rứt toàn bộ để vĩnh viễn trên đường luân hồi, nghiệp này không nối lại. Vậy thấy rõ chưa? Sao lại khuyên người ta như vậy? Cái lời khuyên của mình cực kỳ tâm tối, nhưng mà mình nghĩ rằng đầy tình, đầy nghĩa trong đó. Làm gì có tình mà làm gì có nghĩa trong một cái cuộc hôn nhân như vậy? Hoàn toàn không có. Chúng ta thoát khỏi cái quả nghiệp của chúng ta trong đường tơ kẻ tóc. Khi nào chúng ta sáng lên, chúng ta đủ mạnh, giật. Còn không nữa cứ chập chờn, chập chờn. Vừa sáng cái tối, vừa sáng cái tối, vừa sáng cái tối. Và đa số những cha mẹ Việt Nam đó, tâm tối trong tình thương con. Ở cái chỗ đó là lớn lên đó, không có chồng, không có vợ thì không yên tâm. Mà có chồng có vợ rồi nó khổ, vẫn trói nó vô chứ không cho nó đi ra. Là vì để cho mình yên tâm chứ không phải để cho cái đứa con mình nó hạnh phúc. Nó sống độc thân mình cảm thấy bất an. Mình bất an không phải nó bất an. Và khi nó lập gia đình rồi đó, mà nó có than khổ kể khổ gì đó, mình không cần nghe cái đó, mình chỉ biết là nó đủ chồng đủ vợ là được rồi. Và người ta cột nghịch những cái sợi dây quan trái đó, người ta buộc nhau mãi. Cho nên những cái đứa con đó, nó không có cái lối đi về. Bây giờ mình ra khỏi cái địa ngục này, cái chỗ mà mình quay về đó là cha là mẹ của mình. Mà cha mẹ mình đã ngăn lối đi về rồi thì chỉ có cái con đường duy nhất là con đường chết. Ở cũng chết, mà đi thì không biết phải làm sao. Cho nên tốt hơn là chết liền. Vậy có bao giờ mình làm cha làm mẹ mình nghĩ rằng đó là tình thương, hay đó là sự ích kỷ của mình và sự tâm tối của mình mà mình đưa con mình vào cái chỗ cùng quẫn? Và cái chỗ cùng quẫn này nè, người ta giải quyết bằng cái hành động tự sát này thì vẫn không kết thúc. Không kết thúc. Và cái quả đưa đi tái sanh, cái nơi mà người đi tái sanh đó là xuống các cõi khổ. Đặc biệt là sẽ thành ma lẫn quẩn đó hoài. Để học cái bài học bế tắc này xem có con đường đi ra không. Chừng nào thấy được con đường đi ra thì siêu sanh tịnh độ, và sẽ tái sanh theo cái thiện nghiệp của mình. Còn không khốn khổ hoài trong cái sự bế tắc của mình. Nghiệp đâu ở đâu xa đâu. Nghiệp ở trong suy nghĩ của mình, trong cái tình cảm của mình, trong cái ứng xử của mình, trong cái hiểu biết của mình. Và tất cả những cái đó
Khi trong cái đời này chúng ta hiện diện trong cái đời này nè, với một cái gia đình này, với một cái đất nước như xã hội này đây, với những người chúng ta chung sống và chúng ta chịu đựng hàng ngày đây, đó là chúng ta gặt cái quả và ứng xử chúng ta đặt gieo cái nhân, gieo cái nhân mới. Và khi thân hoại mạng chung rồi, chúng ta tái sanh ở cái chỗ nào thì nó là tổng kết của một cái hiện kiếp mà chúng ta sống đây cùng với tất cả cái dòng nghiệp này đó, để chúng ta đưa đến tái sanh cái cõi khác. Như vậy cũng chỉ là nhân quả trong nghiệp mà thôi. Như vậy cái hiện kiếp này nó chính là cái nơi mà chúng ta đã tái sanh đây. Và khi thân hoại mạng chung rồi thì những cái quả mà chúng ta nhận được đó, nó cũng sẽ đưa đến cái nơi tái sanh, nó phù hợp với tất cả những cái mà tâm chúng ta đã gieo rắc xuống. Còn cái lời nói, cái hành động chỉ là hiển lộ cái hoạt động của tâm mà thôi. Vì vậy tâm chúng ta là chủ yếu. Vậy chúng ta có kiểm soát cái con đường đi lên và con đường đi xuống của nó trong tâm chúng ta không? Nếu chúng ta kiểm soát thì chúng ta thoát. Chúng ta không kiểm soát thì chúng ta sẽ còn bám ở đó, hoặc là chúng ta còn lững lơ ở chỗ đó, hoặc chúng ta còn đối kháng nó ngay trong cái đời sống này, và nó cứ dao động suốt cả một cái cuộc đời của chúng ta, nhưng không kết thúc được những cái quả khốn nạn của đời mình. Khi mình thiếu sáng suốt, mình không có đủ cái nghị lực, không có đủ cái sức mạnh để mà thoát ra. Cho nên tới cái tuổi đó, gần 90 tuổi rồi mà sáng suốt để mà ly dị đó, đó là phước báu nghìn đời, chứ không phải là như cái miệng lưỡi thế gian ngồi đó để mà bàn tới tán lui đâu. Chấm dứt rồi, hết rồi cái quả nghiệp này. Và từ đây sáng suốt trong tâm để hiểu rằng chúng ta là một cái con người, chúng ta đã điềm một con người để mà nuôi dưỡng cái phần sáng suốt thiện lành của chúng ta. Chứ chúng ta không có thể đi tìm một cái người mà cái đời sống của họ là đá để treo trong cái cổ chúng ta mà trì chúng ta xuống địa ngục đâu. Mình thiếu hiểu biết, mình thiếu sáng suốt thì mình cứ đeo hoài cái gông đó thôi. Mình đeo hoài như cục đá thôi. Chồng vô trần cổ, chồng cái hai vai, chỗ nào có thể cột được thì cột, miễn làm sao mà nó trì sâu xuống cái đáy của cái khốn nạn đời mình á, mình cứ cột vô thôi. Nó không mạnh mẽ được. Người ta không có hiểu rõ ràng là cái chuyện chúng ta sanh ra một mình và chúng ta ra đi một mình. Người ta muốn quá nhiều những cái đồ phụ tùng phải mang theo cho người ta, nhưng không bao giờ người ta mang theo được. Ngược lại, người ta mang một cái gánh nặng trong tâm, và từ cái chỗ này mới đưa tái sanh xuống những cái cảnh khổ. Bây giờ quý vị thấy, từ cái chỗ chúng ta gieo cái hạt giống về tâm linh thiện hay bất thiện, thì con đường tái sanh của chúng ta cũng sẽ đi vào trong cái cảnh khổ hay cảnh an vui. Như vậy hạnh phúc mà chúng ta muốn có trong cái đời mình, nó chỉ có thể có được khi chúng ta đi theo cái con đường thiện lành, con đường sáng suốt. Chứ nó không đi theo con đường xấu, đi theo con đường của khổ đau. Nhưng mà thế gian này đó, người ta không thấy cái thiện và cái thiện trí là cái mà ta nương tựa và đi theo. Nhưng người ta nương tựa và nói cái người khác, cái người khác nó vẫn nửa lạc nửa khổ như thế này. Và chúng ta khi bám vào đấy đó, có khi chúng ta bám vào cái phần đau khổ này mà chúng ta không nhận. Bám theo con, bám theo cháu, bám theo chồng, bám theo vợ, bám theo tiền bạc, công danh, sự nghiệp, lời khen, tiếng chê, vân vân, ta bám vào những cái đó. Mà ta không biết cái chuẩn mực của cái đời mình, cái lý tưởng, cái mục đích của đời mình là gì? Lý tưởng và mục đích đời mình là con đường thiện và thiện trí. Còn tất cả có cùng với mình để mà bồi đắp cái phần tốt đẹp này hay không? Chúng ta đi tìm,
đi tìm một cái người bạn đồng hành đi trên con đường thiện. Cho nên kinh Pháp Cú có nói rằng thà sống một mình chứ không sống chung với những người mà đã đưa chúng ta đến cái đọa lạc. Sao mình sống chung được? Chỉ có khi mình tâm tối mình mới chấp nhận vậy thôi. Còn không, không có đâu. Quý vị thử một ngày yên tĩnh đi, có một thời gian yên tĩnh đi, quý vị sẽ nhận ra. Nhận ra đó, tất cả những người chúng ta đang nối kết đây đem lại cho mình cái gì, và mình đem lại cho người ta cái gì. Chân thật mà nói đi, để chân thật mà sống. Nhưng tất cả chúng ta đây đều sợ cô đơn, người ta sợ luôn cả sự cô độc. Bởi vì sự cô độc làm cho người ta cảm thấy không có sức mạnh, và sự cô đơn làm ta thấy lẻ loi, và ta thấy chông chênh trong cái đời sống. Tại sao vậy? Tại sao nó phải chông chênh? Tại sao nó bấp bênh như vậy? Vì chúng ta không có định hướng cuộc đời của mình. Chúng ta đi theo con đường thế gian. Con đường đó là con đường của chồng vợ, con đường của con cái, con đường của công danh sự nghiệp. Trong khi chúng ta không hiểu rằng nó xuất hiện với cái quả của mình. Và cái quả này nó là cái phương tiện để chúng ta có cơ hội mà ứng xử, để hiển lộ cái phần, hiển lộ cái thiện nghiệp của mình. Nhưng mà pháp thế gian đó, trong tâm của chúng ta nè, chúng ta ứng xử bằng cả hai, chúng ta đang xen lẫn nhau. Cho nên khóc cười có đủ trong cái đời sống thế gian này. Cả nước mắt, cả máu, cả thù hận, và cả những cái niềm vui như bọt xà phòng đều có đủ hết. Tất cả ai, những ai trải qua cái đời sống hôn nhân đều nếm trải những thứ này hết. Nhưng ta vẫn xô đẩy con cái người ta vào đó. Người ta vẫn cảm thấy bất an khi con cái người ta đó không cột trói đời mình vào cái người khác. Thậm chí có vợ có chồng rồi, không có con cái cũng cảm thấy rất là bất hạnh, vì không có cái chung để mà sống. Bản thân mình không có con đường để đi, kết hợp nhau thì chỉ là nương tựa nhau, ngã qua ngã lại như thế này, chứ cũng không có cái con đường đi. Vì chuyện chúng ta luôn luôn yếu đuối, chúng ta sợ cô độc, vì đời sống nội tâm chúng ta luôn luôn cô đơn, không có sức mạnh, không thấy được cái sự phong phú trong cái đời sống nội tâm của mình, và cũng không biết nuôi dưỡng cái sự phong phú đó. Chỉ cảm thấy một mình là không chịu đựng được, đi ra vào quạnh quẽ không chịu đựng được. Và ngay cả có người ở bên rồi đó, có người chồng đây, vợ đây, con đây, tất cả người xung quanh có đây, tiền bạc nhà cửa có đây, nhưng cô đơn thì vẫn một nỗi cô đơn mà thôi. Trống trải thì vẫn là trống trải mà thôi, chỉ là có hình có bóng, có cái dạng để mà nó hình thành nên một cái đời sống thế gian mà thôi. Chứ còn trong cái đời sống nội tâm đó vẫn lẻ bóng có một mình thôi. Vì sao vậy? Vì chúng ta không định hướng được cái đời sống tâm linh. Và như vậy, đứng về mặt tâm, nó là pháp bất thiện, nó không phải là pháp thiện. Pháp thiện luôn luôn có một cái năng lượng lành, có một sức mạnh, có một sự sáng suốt, có một sự định hình hết sức là rõ nét. Trong hoàn cảnh nào, trong điều kiện nào, cái con đường thiện và thiện trí vẫn đứng hàng đầu. Đây là gieo trồng một cách ứng xử, đây là gieo trồng một cái nghiệp mới để chúng ta đi con đường tiến hóa về tâm linh. Còn nếu không đó, cái cuộc đời của chúng ta nó đi một cái hình chữ xin vậy, nó uốn lượn như này, khi thì lên cao, khi thì xuống thật thấp, khi thì nó có quân bình, rồi cứ thế mà nó lặn hộp hoài,
Và trong Phật Pháp nói rằng đó là con đường thăng trầm. Luân hồi đi theo con đường thăng trầm. Thăng trầm đó nằm trong tâm, không nằm ở đâu ra cả. Vậy chúng ta tu tập là chúng ta kiểm soát cái tâm của mình. Kiểm soát ở đâu vậy? Chúng ta tái sanh trong cảnh giới nào, nhìn cái cảnh giới đó để biết rằng đường luân hồi này đó, chúng ta đã coi như là trải qua biết bao nhiêu những cái kinh nghiệm tốt cũng như những cái kinh nghiệm đắng cay để có ngày hôm nay mà chúng ta tỉnh hay chưa. Hãy hỏi với mình, tỉnh hay chưa? Hay vẫn còn yếu đuối? Hay vẫn còn sợ cô đơn? Người ta nói thế này: bây giờ có hết tất cả các thứ rồi, vẫn không thấy có một cái gì cả. Vậy tôi phải sống sao đấy? Người ta không định hướng được tâm linh mà. Mà ta không thấy được cái giá trị của đạo đức tâm linh. Và cái chỗ đó nó hoài nghi. Nó đi từ cái chỗ ngập ngừng đó. Nó chính là cái pháp bất thiện nằm trong cái sở hữu hoài nghi ở đây. Rõ nữa, tất cả những gì mình đã đạt được rồi, bây giờ vẫn là con số không. Bây giờ có những người tiền rất nhiều, đếm không có nổi nữa. Để người ta phân loại rồi cân lên thôi. Rồi bây giờ cũng không biết làm gì với cái tiền này. Nhưng có một điều biết đó, là biết rằng là với số tiền này mình chết sẽ cho ai? Cho con mình đứa nào? Đứa nào giữ được, đứa nào không giữ được? Tiền ít còn dễ chia, bây giờ tiền nhiều quá làm sao? Và bây giờ cứ lo sợ và không ngủ yên. Cho nên đừng tưởng rằng tất cả những gì chúng ta muốn ở trên thế gian này chúng ta đạt được, trong cái cõi dục này và tất cả những cái dục lạc thế gian này chúng ta đạt được, là cái đời sống tâm linh của chúng ta phong phú. Không, không có phong phú. Bởi vì nó vẫn là những cái dục lạc của thế gian, nó không phải là con đường tiến hóa tâm linh. Như vậy khi nào cái tâm ý của chúng ta ở vào trong cái chỗ thiện này là chúng ta đi con đường tiến hóa. Khi nào chúng ta không ở trong chỗ thiện này là chúng ta ở vào trong cái phần mà chúng ta đây tâm tối và lệch lạc này, thì chúng ta phải trả cái giá nó. Cho nên một miếng ăn, một miếng uống, một cái quần, cái áo, cái giày, cái dép, tất cả những gì chúng ta sử dụng, có bao giờ chúng ta ngờ rằng nó vẫn có đạo đức tâm linh ở đó không? Mặc thì chúng ta muốn mặc hàng độc, xài muốn xài hàng độc, không hàng độc thì hàng đẹp thì được đấy, chứ không có gì đó. Mình có phước, mình có tiền, mình muốn xài gì xài. Nhưng cái tâm của mình khi mình hướng về đó, cái tâm của mình khi sử dụng đó thiện hay bất thiện, biết không? Biết thì hưởng được cái phước, mà không biết á thì vừa hưởng được cái phước vật chất nhưng mà vừa tạo cái sự lệch lạc ở trong tâm, tạo trong tâm. Nó hiện diện trong cái đời sống chúng ta, từ việc nhỏ tới việc lớn đều nằm trong cái ý thích của mình, trong cái suy nghĩ của mình, trong cái quan điểm của mình. Và cái này chúng ta sẽ mang theo nhiều kiếp và chúng ta sẽ đi trong cái luân hồi. Như vậy những cái gì mà chúng ta đã nắm qua cái phần thứ nhất á, là chúng ta gieo cái nghiệp thiện và bất thiện. Thì giờ đây chúng ta xem là những cái nhân thiện và bất thiện đó chúng ta gieo xuống, thì cái quả, cái quả này chúng ta không nói trong hiện kiếp, bởi vì trong cái hiện kiếp này rồi chúng ta đã nhận quả từ vô lượng kiếp rồi, thấy không? Giờ chúng ta nói cái quả này trên cái đường đi tái sanh, cái nơi chốn mà chúng ta sẽ tái sanh. Hai cái này nó có liên quan với nhau chặt chẽ. Bây giờ chúng ta sẽ chia theo hai phần. Hai phần này nó cũng không có phải là tách hẳn nhau đâu, nhưng mà nó tách ra trong cái cách trình bày, cách nói thôi. Thì trong cái phần mà chúng ta nói là cái chúng ta phân chia đó, cái nghiệp rồi nó tạo nên cái quả nghiệp đó, theo nơi cái cõi mà chúng ta tái sanh. Bây giờ sư cô chia ra cái thứ nhất đó,
là cái cõi tái sanh của mình nó nằm trong tam giới. Tam giới thì chúng ta có dục giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đây là cõi sắc giới đây, là cõi vô sắc giới đây. Cái tam giới này đó, tam giới nó còn gọi một cái từ là thế gian. Và cái thế gian này đó thì nó còn có cái luân hồi, gọi là luân hồi trong tam giới, hoặc là luân hồi trong thế gian. Cái phần thứ nhất chúng ta nói về dục giới. Dục này trong tiếng Pali có nghĩa là chanh đá. Cái chữ chanh đá này có nghĩa là muốn, có nghĩa là ước muốn. Nó là trung tính, nó không có nói tốt hay là nó không có nói xấu. Người ở cái cõi này thì luôn luôn mong muốn, luôn luôn có cái ước muốn. Và cái mong muốn, cái ước muốn này như nãy chúng ta nói đó, nó cũng sẽ có hai chiều. Một cái chiều nó đi vào con đường đúng, con đường thuận của nó, và một cái con đường nó đi vào con đường nghịch của nó. Thí dụ chúng ta đói, chúng ta muốn ăn. Khát, chúng ta muốn uống. Lạnh, chúng ta muốn có cái gì mặc ấm. Và như vậy khi chúng ta có cái ăn thì chúng ta cảm thấy hài lòng rồi. Chúng ta khát, chúng ta có cái gì uống cho nó giải khát, chúng ta hài lòng rồi. Khi chúng ta bị lạnh, chúng ta có cái gì mặc ấm, chúng ta hài lòng rồi. Thì khi mà cái muốn này nè, nó đáp ứng cho cái nhu cầu, nhu cầu căn bản về cái đời sống của chúng ta đó, thì cái nó đó, tuy nó trung tính nhưng mà nó nằm vào cái thiện. Nó trung tính, mang cái tính trung tính nhưng nó thiện. Cái trung tính này nó nghiêng về cái thiện. Đói ăn khát uống, thiện. Nhưng mà khi mình đói đó, người ta cho mình ăn, nhưng mình lại nói thế này: tôi mà ăn cái thứ này hả, thà chung chết còn hơn ăn cái thứ này. Mình đói người ta có cái củ mì người ta chia mình, có cái củ khoai người ta chia mình, có miếng xôi người ta chia mình. Mình nói tôi mà ăn cái này hả, thà tôi chết tôi cũng không ăn. Thì cái đó nó bắt đầu khác. Tại sao vậy? Người ta đặt mình vào trong cái giai cấp, trong cái vai trò, trong cái vị trí. Người ở đẳng cấp này không ăn những món đó. Thì khi nói người ở đẳng cấp này không ăn cái món đó, không mặc những món đó, không sử dụng những món đó, thì bắt đầu nó là cái ngã. Đó là cái niềm kiêu hãnh của một con người có cái phước báo về quyền lực, có cái phước báo về giàu sang. Nay xa cơ thất thế, không thấy rõ cái phước mình đã hết, vẫn bám vào cái cũ. Như vậy đó, thì người ta đó đi vào trong cái chỗ mà khi đó cái nhu cầu người ta được đáp ứng, mà người ta không biết rằng đây là cái phước để mình có cái nhu cầu căn bản mà duy trì cái đời sống của mình, mà người ta đòi hỏi theo cái gọi là cái đẳng cấp của người ta. Vì vậy cái chỗ này chính là pháp bất thiện. Hoặc là trong cái đời sống hàng ngày chúng ta không coi cái vấn đề giải quyết cái nhu cầu căn bản của mình là đủ rồi, mà chúng ta luôn luôn đó đòi hỏi vượt quá cái khỏi cái nhu cầu. Thì khi mà nó vượt quá cái khỏi cái nhu cầu đó, nó cũng là pháp bất thiện, là bởi vì nó nằm trong cái tham. Cái này nó nằm trong tham dục. Còn cái bất thiện mà nãy sư cô nói đó, nó nằm trong cái tham cộng với cái ngã mạn, là tên gọi của những cái pháp bất thiện. Như vậy quý vị thấy không? Ngay trong cái mà cái người ở cõi dục này nè, sống bằng cái mong muốn của mình đó, thì nó có những cái mong muốn, nó đi trên con đường đạo đức tâm linh, là con đường thiện.
hoặc là cái con đường bất thiện nó đã hình thành từ trong cái chỗ đó, mà chúng ta đã chưa thấy cái đó là cái mà chúng ta phải kiểm soát. Chúng ta luôn luôn đẩy những cái mơ ước của mình, đẩy những cái mong muốn của mình lên, mình không biết rằng nó là cái ảo ảnh. Một trong những cái ảo ảnh lớn nhất mà đa số đeo đuổi đó là cái ảo ảnh về cái người tình của mình. Để đi đến cái đời sống hôn nhân thì phần lớn người ta có một cái giai đoạn mà người ta là người tình với nhau, là tình nhân của nhau. Thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà cái giấc mơ về cái ảo ảnh đó lớn lắm. Mà tự mình phóng ra cái ảo ảnh đó để mình phủ trùm lên cái người này. Và không phải chỉ trong cái lãnh vực này, cái lãnh vực này nó nổi cộm, cho nên lấy nó làm cái thí dụ. Nhưng mà tất cả những gì chúng ta ước muốn đó thì chúng ta đều phủ trùm cái ảo ảnh của mình lên. Và cái đau khổ của mình đó, nằm ở cái chỗ là cái ảo ảnh phủ lên, chứ không phải cái đau khổ của mình vì cái người đó, vì cái việc đó. Người đó thì trước sau vẫn vậy thôi, việc đó thì nó vẫn thế thôi, nhưng do cái cách mình nhìn, do cách mình nhận thức cái đối tượng đó, mình có phủ trùm lại cái gì. Cũng như khi mình mang cái mắt kiến màu hồng, mắt kiến màu tím lên, thì cái bàn, cái ghế, cái bông, cái hoa, tất cả nó là một cái sự thật. Nhưng vì mình đeo kiến màu lên thì mình nhận cái sự thật theo sự mong muốn của mình. Như vậy tất cả cái muốn của chúng ta đây, chúng ta đều có đeo cái cặp kính màu của cái ảo mộng, cái ảo giác, do cái sự mong muốn của mình nó đi quá cái mức cần thiết, nó đi quá một cái sự thật. Nhưng mà cái hạnh phúc trong cái cảm xúc, trong cái cảm thọ con người đó, là ở chỗ người ta đẩy những cái giấc mộng đó lên, và ta từ chối cái sự thật, ta không nhận cái sự thật đó, ta che đậy. Người ta che đậy vì người ta ngưỡng mộ cái ta của mình, vì cái sĩ diện, và vì có một cái gì đó người ta không muốn đánh mất cái ảo ảnh của mình. Bởi vì mất cái ảo ảnh đó, mình cảm thấy như mất cả cuộc đời của mình. Như vậy chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta đang làm nô lệ cho tất cả những cái cảm xúc mà nó phát sanh lên do cái con đường của năm cái môn, đó là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn. Năm con đường mà chúng ta tiếp nhận cái quả thuộc về ngũ căn, và những cái cảm xúc khởi sanh lên do cái ngũ căn đó dẫn dắt chúng ta, chưa phải là trí tuệ. Và hầu hết chúng ta bị những cái cảm xúc đó chi phối. Và cảm xúc đó, nơi đây sư cô đã giảng rồi, nó chính là nghiệp cảm. Và cái người phụ nữ sanh ra đó, hầu hết, còn cái số ít còn lại thoát, hầu hết đều bị những cảm xúc này chi phối. Cho nên người ta nói này, yêu bằng mắt thì yêu bằng tai, thì yêu bằng mũi, thì yêu bằng những cái cảm xúc thuộc về xúc chạm của thân. Chứ nơi đó đó thiếu cái phần sáng suốt này đấy. Chúng ta che cái này lại để chúng ta thỏa thích trong những cảm xúc của mình. Và những cảm xúc này chúng ta không hề biết nó là nghiệp cảm. Cho nên khi mắt chúng ta vừa thấy thì cái luồng rung động thuộc về cảm xúc nghiệp cảm nối liền, thiếu kiểm soát. Tai chúng ta nghe cái lời nói, cái âm thanh nối liền tức khắc, không kiểm soát. Và chính như vậy đó mà ta thăng trầm theo những cái cảm xúc của mình, và ta sống trong những cái cảm thọ đó hết cả một cái cuộc đời, không hiểu được. Thiếu cái này, thiếu cái kiểm soát này. Và người ta mù quá, người ta đắm đuối trong những cái cảm xúc và những cái cảm thọ của mình.
ngừng cái chỗ đó. Và nói đây nè, khi nhiều đời nhiều kiếp á, chúng ta gieo trồng bằng những cái cảm xúc, khi chúng ta hưởng những cái lạc thú mà nó thuộc về con đường sai lạc này, hoặc là những cái lạc thú mà thuộc về con đường tốt đẹp này đây, nó trộn lẫn với chúng ta. Mà phần lớn những cái nghiệp cảm sai này chiếm lĩnh rất là nhiều, cho nên bây giờ khi gặp lại nó nối kết. Mắt thấy là nối kết, tai nghe là nối kết, thân xúc chạm là nối kết. Mù quá. Cho nên con đường tu theo Phật á, là con đường chúng ta thấy cảm xúc. Cảm xúc khởi lên chúng ta thấy cảm xúc, chúng ta thấy tâm mình khởi lên cái mong muốn gì, và liền trí tuệ tâm linh chúng ta sẽ hỏi những cảm xúc này dẫn ta đi về đâu. Từ những cảm xúc này nó thôi thúc những cái suy nghĩ của chúng ta, những cái ước muốn của chúng ta, nó dẫn mình đi về đâu. Chúng ta có đặt câu hỏi đối với mình hay không? Hay chúng ta chiều chuộng mình, chúng ta nắm mắt để nuông chiều những cảm xúc của mình mà chúng ta không rõ ràng đó là cái nghiệp cảm. Những cái cảm xúc này ta phải trả giá cho đến vậy. Người ta nói rằng thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lối suốt năm canh. Vì thế người ta trả giá những cảm xúc cực kỳ lớn, mà phần lớn người nữ vướng vào đây. Phần lớn tất cả ta giải quyết bằng cảm xúc. Ta dừng lại ở cái cấp độ đó. Cấp độ đó là cấp độ của nghiệp cảm, để nó nối kết những cái luồng khí thuộc vào nghiệp cảm từ vô lượng kiếp cho tới nay. Và nếu chúng ta thiếu kiểm soát ở đây, có nghĩa rằng chúng ta sẵn sàng mở tất cả các cái cánh cửa trong nhà của chúng ta để cho bọn cướp trộm nó vào. Chúng ta chỉ mở đó và đón những người khách quý. Chúng ta không mở cửa ra tất cả để đón bọn trộm cướp cuộc đời ta nó vào trong nhà của mình. Nhưng mà cảm xúc mở cửa hết. Khi nào chúng ta kiểm soát được thì chúng ta không dám mở cửa ra, chỉ đón những cái pháp lành mà thôi, chứ không phải tất cả đều vào được. Cho nên người nữ đó, có mặt trong cái cõi dục này, tiếp nhận những cái cảm thọ thuộc về đau khổ nhiều hơn nam giới. Như quý vị thấy này, tại sao người đàn ông nó phạm giới tà dâm dễ dàng mà người phụ nữ khó? Vì cái người nam đó, người ta có thể tìm cái dục lạc đó qua một cái giác quan thôi, nó thuộc về cái thân xác. Những cái người nữ thì nó khác. Cái dục lạc đó người ta chỉ có thể chấp nhận khi nào nó nối kết bằng một cái tình cảm. Còn người nam có khi cần, có khi không cần. Mà phần lớn những người trăng qua nhiều là những người đó đi vào cái con đường kia nhiều hơn, dục lạc nhiều hơn. Chẳng qua cái miệng lưỡi người ta bôi trơn để người ta đạt được cái phần thấp kém nhất của người ta thôi. Cho nên cái tà dâm bao giờ nó cũng đưa đến cái thấp kém. Cho nên cái người nữ chúng ta phải cố gắng học giáo pháp, cố gắng dùng cái sự hiểu biết của mình đó để mà suy xét cho tận cùng những cảm xúc của mình. Còn nếu không, nó vừa khởi lên chúng ta nghe nó, vừa khởi lên chúng ta nghe nó. Cho nên chúng sinh trong cõi dục này, tất cả nam hay nữ mà chúng ta rồi sẽ học các loài đó, chúng ta thấy đều bị chi phối cái này, dục này hết. Nó nằm trong cái cảm xúc này chủ yếu. Súc sinh nó cũng nằm trong cái cảm xúc này, mạnh lắm. Con người hơn cái súc sinh ở chỗ nó còn cái nhận thức về mặt trí tuệ, và nó còn xem xét lại, nó còn đặt cái câu hỏi, nó còn đào sâu những cái khía cạnh này khía cạnh khác để tìm hiểu. Còn không, chúng ta dừng lại ở mức độ cảm xúc
là đó là mức độ của nghiệp cảm để nối kết những cái đau khổ từ nhiều kiếp nó hiện ra như vậy. Và khi nó xuất hiện với cái cặp kính màu của chúng ta đó, chúng ta không thấy những cái phần tâm tối ở bên trong, chúng ta đang phủ xuống nó một cái màu hồng và chúng ta nối kết đó. Và khi nào nó nằm trong cái tầm tay của chúng ta đây đó, người ta nói rằng là nuốt vô mà sợ đắng, nhả ra con bạn nó cười. Nó hỡi ơi rồi mà không biết phải làm sao. Tại vì chúng ta tiếp nhận nó bằng cảm xúc mà. Rồi khi đắp chăn lâu thì mới biết cái chăn nó có rẫn. Mà dù sao nó cũng là cái chăn của mình rồi. Không có dám để nó qua một bên. Nó yếu đuối mà. Nó thiếu tự tin mà. Thiếu hiểu biết mà. Thoát không được. Nghiệp nằm chỗ đó. Nghiệp nằm ở chỗ đó. Tự mình mà buộc lấy mình vào trong. Vì mình không đủ cái sự mạnh mẽ để thoát ra. Không có đủ sự hiểu biết để khẳng định sự mạnh mẽ của mình. Và không có thấy rõ, biết rõ là cái nó diễn ra ngày hôm nay nó sẽ trổ sanh những cái quả gì cho chính cuộc đời của mình. Thì mình không rõ. Chúng ta không có nghĩ rằng cái chuyện mình buồn, cái chuyện mình khổ nó lại là đi vào con đường tái sanh của mình một cách cay nghiệt. Không có nghĩ gì đâu. Thử một kiếp đi, buồn đi, khóc đi, than thân trách phận đi. Khổ gì lẻ loi lẻ bóng đi. Rồi thân hoại mạng chung đó, nằm ở cái bãi tha ma đó mà khóc suốt luôn. Không biết bao nhiêu kiếp à. Không có cái tuổi thọ à. Nó dài bao lâu, nó nằm trong cái nỗi buồn mênh mang của mình đó. Nó kéo dài bao lâu mình không biết. Mình nói trời ơi, tôi đâu có cái làm cái gì xấu đâu. Tôi đâu có làm cái gì tội lỗi đâu. Tôi đâu có ác với ai đâu. Tôi đâu có tàn nhẫn với ai đâu. Ồ, mà tôi tàn nhẫn với tôi mà tôi không biết. Là tôi đã để cho đó cái pháp quế nhiễm mà nó thuộc về tham nè, sân nè, si nè, nó phả xuống cái cuộc đời của tôi và nó phủ xuống hết cả cái cuộc đời của tôi, đi không biết bao nhiêu kiếp mà tôi không nhận ra. Chính tôi đã phả xuống và chính tôi đã trùm mền đó, ngủ trong cái nỗi buồn đau của mình, trong cái nỗi cô đơn, trong cái nỗi quạnh quẽ của mình, trong những cái cảm xúc về thân phận của mình. Tôi đã trùm mền để ngủ trong đó mà tôi không biết rằng tôi đã đưa tôi tới những cái cảnh giới cực kỳ đau khổ. Tái sanh vào trong cõi ma đi, rồi mới biết á, ma nó chập chờn như thế nào. Cũng như tâm thức mình chập chờn trong cái nỗi buồn, trong cái nỗi khổ của mình, mà mình không chịu đi ra mà. Mình cũng không có sáng suốt mà. Mình không chấp nhận sự tỉnh ngộ của mình mà. Hãy hưởng đi trong cái cõi giới của ma, để mà than, để mà khóc, để mà buồn, để mà lạnh lẽo cuộc đời của mình. Cho đến bao giờ chúng ta ý thức được thì chúng ta thoát. Chưa ý thức được chưa thoát đâu. 1000 năm trên kiếp thế gian này đó, chưa có thoát đâu. 1000000 kiếp chưa chắc đã thoát đâu. Nếu không học được cái bài học này. Bởi vì có những điều chúng ta làm chúng ta không biết. Cho nên trong cái cõi dục giới này, một cái chữ dục này là kinh hoàng lắm. Cho nên cũng thời chúng ta sinh ra trong cõi dục giới, nhưng mà chúng ta dừng lại ở cái chỗ cái nhu cầu gì chúng ta cần thì chúng ta tiếp nhận nó, chúng ta sử dụng nó thôi. Cho nên quý vị mới thấy là cái người xuất gia đó, Phật tử cúng dường tứ sự. Tứ sự đó là có cái chỗ ăn, có chỗ ở, có thực phẩm, có nước uống, có thuốc men, có áo quần, hoặc cái gì cũng được mà.
giải ở trong tha ma, trong cái nghĩa địa người ta lụm về, người ta giặt, người ta lấy những cái vỏ trái cây đó, vỏ cây đó nấu ra để mà nhuộm nó đi thành cái màu quải sắc, tức là không có cái màu gì hết, đây vẫn là màu, nó không có cái màu gì hết, có cái ý niệm chọn lựa về cái đẹp, mà nó chỉ chọn lựa rằng đây là cái nhu cầu cần phải có áo để mặc, cần phải có cái y, y lớn y nhỏ cần phải có, chỉ bao nhiêu đó thôi. Thành ra khi chúng ta đó là cái ước muốn này khôn cùng trong cái đời sống, muốn đủ thứ hết. Chúng ta cứ nhìn cái pháp thế gian đó, kể ra cũng bằng thừa, nhưng mà tất cả mọi người đều có hết. Hãy xem lại những cái mà chúng ta muốn quá cái mức này, có phải chúng ta lao hết cuộc đời của chúng ta đó vào trong những cái giấc mộng mà chúng ta đã tạo ra do cái mong muốn của mình, có phải không? Vậy chừng nào mình dừng lại, chừng nào mình biết rằng đủ, chừng nào mình biết dừng lại, chừng nào mình biết đủ. Nhưng mình không có phước đó, mình dừng lại cũng không được, mà biết đủ cũng không được. Ở ngoài là toàn là tên bắn tới không. Có một cái vị này đó hưu trí rồi, bây giờ mới bận cái bộ đồ nâu rồi, rồi ăn chay, rồi gõ mõ tụng kinh, rồi xe hơi bán hết, đi cái xe đạp, cái xe gắn máy chành chành thôi. Thì cái mũi tên mà nó bắn tới đó chính là con của mình. Nó nói đó, má làm nhục tụi con phải không? Tại làm sao mà má đi mặc cái bộ đồ nâu? Tại làm sao mà má ăn chay? Tại làm sao mà xe hơi trong nhà má bán? Tại làm sao mà đồ tốt trong nhà ai xin má cũng cho? Má điên vừa thôi chứ. Con mình nó bắn thôi chứ đừng nói cái người ngoài sao. Rồi chưa kể nha, đại bác xung quanh nó nã tới không à. Chứ không phải nó để cho mình á được cái yên ổn trong cái mà mình biết đủ đây, mà cái mình tri thức đây. Có dễ chút nào? Nhưng mà ngày nào đó chúng ta còn sợ những cái tiếng súng đó đó, thì cái ngày đó chúng ta chưa bình yên. Cho nên chúng ta phải mặc cái áo giáp. Áo giáp đó là cái áo giáp của trí tuệ. Không có cái áo giáp trí tuệ thì nó bắn cho tan tành hết, không còn manh giáp. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng người ta phải kéo cái bè vậy người ta mới có sức mạnh. Trời ơi, ngồi trong cái nhóm này mà có một người uống rượu uống sao cho ngon. Ngoắc ngoắc vô, đông chừng nào á uống nó ngon chừng đó. Mình sai mà có người sai nó thành không sai, giống như hai cái âm mà nó cộng lại nó thành dương vậy đó. Bởi vì nó có cái lực của cái ma lực đó, nó phải kết chùm với nhau. Cho nên không phải cái chuyện mà chúng ta lội ngược dòng là dễ. Phải mặc áo giáp, phải có trí tuệ, và phải biết cái chỗ nào là cái chỗ mình an trụ, dám an trụ hay không. Bây giờ quý vị xuất gia vô trong cái thế giới người tu đó, thì xin nói rõ về cái thời Đức Phật đó. Đức Phật nói có 7 hạng người tu, nhưng mà trong đó có 1 hạng là sa môn, còn 6 hạng phải sa môn. Còn bây giờ nó tới 600-700 ngàn hạng không phải là sa môn. Nó đa dạng cực kỳ. Cho nên đại bác vẫn nổ. Mình chịu được thì mình tồn tại, mình chịu không được thôi. Cho nên sống trong cái cõi dục này phức tạp lắm. Nhưng là lùng thai trong cõi dục này mới là cõi đệ tu. Vì trong 6 cõi trời đó không có người xuất gia. Trong 6 cõi trời dục giới không có người xuất gia. Trong 6 cõi trời dục giới không có chùa chiền, không có ai giảng pháp. Chỉ có cõi người này mới có đây. Cho nên cái chỗ này đó, ai muốn tiến thì tiến, mà ai muốn thoái thì thoái. Mà cái chữ ai đó không phải nói người khác,
cái chữ ai đó nó nằm trong cái chỗ cái tâm của mình á. Hãy tâm thiện thì tiến, mà tâm bất thiện thì thoái. Trong người mình có hai con người, ai dẫn mình đi đây? Ma dẫn mình đi hay là thánh hiền dẫn mình đi? Mình đi với ma dễ chịu, đi với thánh. Đi với thánh là trước thì phải làm thinh hoài. Hai nữa cái gì cũng phải cẩn thận. Ba cái gì cũng phải học hỏi cho sáng suốt. Và luôn luôn đó là phải chịu khó, phải nỗ lực, phải vươn lên. Đi với ma khỏe vô cùng, muốn gì được đó. Thả xuôi một cái gì xong ngay hết tất cả mọi thứ. Hưởng gì cũng có. Cho nên đi với ma khỏe hơn. Tự hỏi trong tâm của mình nó biểu làm biến rồi sướng nhất. Sáng nay ở nhà nấu mì ăn ngon, ngủ giấc rồi coi phim hay là cái gì đại khái, sướng hơn vô đây ngồi mỏi cần cổ mỏi lưng mà nghe nói hơi muốn bệnh luôn. Lại nói ngay cái mụn nhọt mình quá chịu không nổi. Nghiệp nó đi như thế. Cho nên đó, trong cái cõi dục giới này chúng ta hiểu cái đặc điểm của nó nằm trong cái chữ muốn. Cho nên bao giờ mình muốn mình hỏi. Và cái dục giới này nó có hai con đường, con đường thiện và con bất thiện, đường bất thiện. Rõ như vậy chứ không phải lúc nào cũng chỉ có con đường thiện. Không phải vậy. Và trong cái cõi dục giới này đó thì người ta sẽ phân chia ra nhiều thứ nữa. Bây giờ chúng ta sẽ phân chia đây. Dục giới này đó, như chúng ta biết là có tất cả là 11 cõi. Cái thứ nhất là 4 cõi khổ. Cái thứ hai là 1 cõi người. Cái thứ ba là 6 cõi chư thiên. Sáu cõi chư thiên dục giới. Bây giờ chúng ta nói về tâm nha. Thứ nhất đó, 4 cõi khổ này đó, cái nhân mà gieo xuống đó, nhân người ta gieo xuống đó là cái nhân tham, nhân sân và nhân si. 4 cõi khổ này cái quả mà đưa đi tái sanh gọi là quả tục sanh. Cái quả của nó đưa đi tục sanh là chính là cái tâm quán sát, thọ xả, quả bất thiện, vô nhân. Tâm quán sát, thọ xả, quả bất thiện, vô nhân nằm ở đây. Đây, tâm quán sát, thọ xả, quả bất thiện, vô nhân. Tâm này đưa đi tái sanh xuống 4 cõi khổ. 4 cõi khổ đi tái sanh bằng cái tâm này. Và khi chúng ta gieo xuống bằng cái hạt giống tham sân si đây, tham sân si đây, tham sân và si đây, thì nó trổ một cái về quả đây, thì cái quả đưa đi tái sanh nó nằm ở đây. Và nó tùy theo cái mức độ của nó mà nó sẽ rơi xuống đó, 4 cái cõi khổ này. Tùy theo cái mức độ của nó mà nó rơi xuống 4 cái cõi khổ này đó là súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Một tâm thôi mà tùy theo cái cấp độ mà sai lầm của nó thì nó tái sanh trong một trong 4 cái cõi khổ này. Một cái tâm quả đó thôi. Bởi vì cái giờ người ta hấp hối mà mình đứng đó mình khóc, vì cái đó là
mình giúp cho người ta đi xuống cảnh khổ, chứ không phải tình thương. Giờ đó mà nhào xuống khóc mà la, mà rên rỉ, mà kêu than lên á, thì cái đó là giống như là lúc mà ta sắp đi mà mình làm cho cái gọi là sấm sét trên đầu người ta, để người ta kinh hoàng mà ta ra đi, thì nó phải rơi xuống bốn cái cõi khổ. Okay. Mình thương người ta, mình nói mình nhân danh tình thương, thật sự không phải, đó là cái luyến ái của mình. Mình đẩy người ta vào trong cái chỗ đi tái sanh đó, cực kỳ đau khổ. Mình cứ tưởng là tình thương, không phải đâu. Chúng ta xem xét lại thì chúng ta sẽ biết. Vì rõ ràng nhé, đây là nhân, ở đây là quả. Và nói thêm nữa cái chỗ này, khi mà chúng ta gieo xuống ba cái nhân này đó, thì có nghĩa là chúng ta đang phạm giới. Giới mà chúng ta đã thọ thì chúng ta đã phạm giới. Để vậy người phạm giới sẽ tái sanh xuống các cõi khổ. Đó là cái nhìn tổng quát để chúng ta biết rằng chúng ta đã làm cái gì và chúng ta nhận cái quả gì, mà chúng ta sẽ hiện hữu nơi cái quả tương ưng của chúng ta. Chúng ta đang nói tới bốn cõi khổ. Cái này đó là sư cô nói tổng quát thôi, tổng quát về các cõi. Rồi sau đó mình tới một cái phần kế tiếp đó, là cái phần là bốn cõi khổ này đó thì súc sinh là như thế nào, mà quỷ khổ Atula địa ngục ra làm sao, thì chúng ta sẽ tìm hiểu đại cương về cái này nữa. Nhưng mà ít ra mình cũng có những cái khái niệm chung về các cái cõi cái đã, rồi sau đó chúng ta mới đi sâu một chút xíu nữa. Này là bốn cõi khổ, giờ chúng ta qua cái cõi người thì nó nửa lạc nửa khổ đây. Bây giờ cái người đó là khi mà làm người đó là chúng ta cái nhân mà gieo xuống đó, nhân gieo xuống là nó có hai loại. Một cái loại đó bất thiện là tham sân si, chúng ta phải gieo xuống. Một cái loại thứ hai là vô tham, vô sân và vô si, hay còn gọi là trí tuệ. Là chúng ta gieo hai cái loại nhân, tham nhân sân si, là nhân vô tham, vô sân và nhân vô si, ba loại nhân. Bây giờ khi chúng ta gieo xuống vậy thì cái quả tục sinh, tức là cái quả đi tái sanh, chúng ta nhìn đây, cái quả này nó cũng nằm ở một cái vị trí đó, nó đối diện với cái trên. Cái trên là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, đây là tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Quán sát thọ xả quả thiện vô nhân là một cái tâm đưa đi tái sanh ở cõi người. Rồi còn lại á là tám tâm quả thiện dục giới. Tám cái quả thiện dục giới này đây nè, nó cũng chia làm hai loại. Một cái loại á là thiện, và một cái loại nó gọi là thiện trí. Thiện trí có đầy đủ ba nhân, còn thiện có hai nhân. Hai nhân đó là vô tham và vô sân. Thiện này là vô tham và vô sân. Còn cái thiện trí đó thì nó là thiện cộng với trí. Như vậy nó có ba nhân: nhân vô tham, nhân vô sân và nhân trí tuệ. Nhưng mà nói tới cái chuyện mà tu học mà để mà nó nâng cái đời sống tâm linh lên thì người ta thấy không cần thiết. Thì những người đó những người hay nhân, tức là họ có cái nhân vô tham và cái nhân vô sân, cho nên họ tốt, họ bố thí cúng dường, họ đối nhân xử thế rất là tốt, làm những cái điều tốt đẹp cho bản thân họ và cho xã hội. Nhưng mà nói để tu dưỡng cho cái tâm linh của họ tiến hóa hơn nữa thì họ thấy không cần thiết.
Thì đó là những người mà ta tái sanh nó có hai nhân. Mọi người ba nhân á, là cái người nó có cái trí tuệ luôn. Thì người ta thích đi học pháp, người ta thích tu sửa, người ta thích con đường tiến hóa tâm linh, người ta đi thì cái con đường của tâm nhánh. Mà chúng ta nói vậy là mới nói có một cái vợ giống như cái bề mặt ở bên ngoài là chúng ta thấy nó hiện ra như vậy đó. Nhưng mà nói tới cái chuyện hành trì đó, thì cái người mà nhị nhân á, cái người mà tốt á, dù người ta có nghe pháp hay là người ta có tu đi nữa đó, thì cũng chỉ là tập tành rèn luyện thôi. Còn cái người tâm nhân á, thì người ta tiếp nhận nhanh, ta hành trì cũng là coi nhanh. Và có những người trong cái hiện kiếp này có thể là kiếp cuối, người ta có thể đắc đạo quả, hoặc là những cái tầng thiền đó thì người ta có thể đắc tuần tự một hai cái tầng thiền gì đó. Còn những cái người mà thuộc về nhị nhân đó, mà nếu người ta muốn tu hay là người ta đi vào con đường tu, người ta học pháp đó, thì ta cũng là coi như là chưa có cái hiện tại này chưa có đạt được cái gì, người ta vẫn đi được. Thì thật ra mình nói người ta nhị nhân, chứ còn ai cũng có đầy đủ ba nhân hết. Nhưng mà người ta gọi người đó nhị nhân là bởi vì cái nhân thứ ba nó bị che lại, chứ không phải không có đâu. Nếu mà nó không có, nó không được làm người. Thành ra cái sinh ra làm con người á, thì phải nói là có đầy đủ ba nhân. Nhưng người ta vẫn gọi cái người đó là chỉ có hai nhân, thì lý do rằng là cái nhân thì người ta bị che. Hỏi tại sao cái nhân nó bị che, thì cái câu trả lời rất là đơn giản và dễ nhớ rằng là vì người ta có phạm giới cho nên bị che. Giới này phạm nhiều cách, nhiều cái hình thức khác nhau, nhưng mà trong những cái giới người ta thọ đó, từ giới thô tới giới tế, người ta phạm cái giới đó cho nên nó bị ngăn che. Và phải nói là tất cả chúng ta đây, khi mà chúng ta chưa có thành Phật, chưa thành Thánh, thì là tất cả chúng ta đều có ngăn che. Người bị ngăn che ít, người bị ngăn che nhiều. Người phạm nhiều giới, người phạm ít giới. Người phạm giới trọng, người phạm giới khinh. Thành ra là nó có ngăn che, chứ không phải là nói là ai cũng hoàn toàn sáng suốt trí tuệ hết, không phải. Nếu mà hoàn toàn sáng suốt trí tuệ hết thì người ta đã thành Phật rồi, chứ người ta không phải là con người. Nhưng mà nó phân ra nhị nhân và tam nhân, nó nằm ở cái chỗ đó là cái trí tuệ về tâm linh chúng ta bị ngăn che nhiều hay ít. Ngăn che nhiều hay ít là do chúng ta phạm giới nhiều hay ít, chúng ta phạm giới trọng hay là giới khinh. Chứ còn tất cả thì chúng ta cũng đều vướng vào hết, không có ai không vướng cả. Thường thường là cái giới thô thì có thể chúng ta tránh được, chứ còn cái giới tế đó thì phạm dễ lắm, không có khó chút nào hết. Ví dụ một cái giới mà hầu hết ai cũng phạm hết đó, là cái giới mà nó thuộc về cái khẩu hiệp thứ tư, tức là nói những cái lời phù phiếm, những cái lời vô ích. Những cái đó là phạm dữ lắm, ngày nào cũng phạm hết. Ngay khi đó là có một cái suy nghĩ rất tốt nó cũng phạm. Suy nghĩ rất tốt là gì? Nói cho người ta vui. Nói cho người ta vui vẻ. Pha trò vô, nói cho nó vui. Thành ra cái đó nó cũng là phạm vào cái giới là nói những lời vô ích. Mà trong khi chúng ta tưởng là cái lời đó có ích là tại vì mình pha trò, mình nói cho người ta vui vẻ, hoặc nói những câu vô thưởng vô phạt chẳng hạn. Tại sao vậy? Vì người ta sợ sự im lặng của người khác, hoặc sự im lặng của mình sẽ gây hiểu lầm cho người khác. Trong khi đó thì chúng ta đến thiền viện, chúng ta đến những cái lớp học pháp á, thì cái im lặng đó là chánh pháp. Còn trong đời thường đó, im lặng không biết nó nghĩ cái gì trong bụng, ớn quá. Cho nên là mình giữa đám đông mình im lặng thì giống như là mình tạo cho mình một cách cá biệt, và người ta không biết mình đang nghĩ cái gì về người ta mà mình không có hòa đồng, đúng không? Cho nên để trang hòa với nhau thì người ta phải nói những cái lời không có ích lợi gì về mặt tâm linh cả, nhưng mà nó làm cho cái người khác yên lòng rằng là mình không có suy nghĩ xấu về người ta, mình không có cái cách biệt với người ta,
mình không có cái là coi như là xa rời người ta ra, cho nên cái giới đó là phạm dữ lắm, ai cũng phạm cả, vì cái đời sống nó phải như thế. Ra nói lời vô ích rất nhiều, nói lời thừa thải rất nhiều, nhưng mà có khi phải nói. Không nói thì nó sanh ra nhiều thứ khác. Cho nên cái sung sướng nhất của cái người xuất gia là được ở trong cái chỗ mà tu thiền thôi, thì không có phải nói cái gì cả. Nên cái thời Đức Phật đó là cái người xuất gia có phước ở cái chỗ là suốt ngày đêm không cần phải nói những lời không đáng nói. Thấy chưa? Cái đó là cái phước báo lớn lắm. Còn bây giờ không có được như vậy. Thì đó, thì chúng ta nói như vậy để biết rằng đừng có tưởng mình không phạm giới. Giới nào cũng phạm hết, dễ phạm vô cùng. Không phạm giới thô thì là phạm giới tế. Thành ra chúng ta có bị ngăn che, chứ không phải mình hoàn toàn sáng suốt. Nhưng mà mình cố gắng, cố gắng để làm cho chúng ta được sáng suốt. Cái mà chúng ta giữ gìn sức khỏe để đừng cho bệnh tật nó hành hạ mình đó, thì nó cũng là một trong những cái điều kiện thuộc về thiện pháp để cho cái trí tuệ của mình được sáng suốt. Bởi vì cái mình không có bệnh đó, nó là pháp thiện. Khi mình bệnh đó, cái tâm của mình nó mệt mỏi, nó giải đãi. Thì cái mệt mỏi, cái giải đãi nó thuộc về cái tâm si, mà nó nằm trong một cái trạng thái của sân mới vừa khởi lên. Người ta nói là pháp quý vậy. Khi mình bệnh, cái người mình nó khó chịu, nó khó ăn, nó khó ngủ, nó bất an, thì nó là pháp bất thiện. Còn tâm của mình bệnh thì nó còn dẫn đục nữa. Cho nên một ngày mình xét lại đi, tâm có bệnh, thân có bệnh, thì như vậy là mình có cái pháp bất thiện. Vậy là khi chúng ta là chúng sinh làm người thì chúng ta có gieo cái nhân tham, nhân sân, nhân si. Và chúng ta cũng có gieo cái nhân lành là vô tham, vô sân và vô si, tức là cái nhân trí tuệ. Vậy là hai cái hạt giống ở trong thiên nhân gieo xuống. Bây giờ chúng ta tới cái số 3 là cõi trời dục giới. 6 cõi trời dục giới. 6 cõi trời dục giới này đó, thì những cái vị này đó là ở trong cái cõi nhàn, nó gọi là cõi nhàn. Cái nhân của những người này gieo xuống đó, nhân này, nhân gieo xuống là nhân vô tham, nhân vô sân, nhân trí tuệ, tức là nhân vô si. Nhân vô si, ba cái nhân này gieo xuống. Ba cái nhân này đó mà thông thường người ta được tái sanh lên cái cõi trời dục giới đó là do nhờ người ta hành giới, giữ giới và hành giới. Người ở trong cái cõi thế gian này mà giữ giới và hành giới, tức là gieo cái nhân vô tham, vô sân và vô si, thì cái quả tục sinh của người này mình nó sẽ là 4 cái quả thiện và 4 quả thiện, 4 quả thiện trí. Và tất cả những cái này nó nằm trong dục giới. Như vậy 6 cõi chư thiên là dành cho những cái bậc giữ giới và hành giới. Ví dụ giới thứ nhất, không sát sanh. Người có thể kiểm soát được cái tâm sân của mình, kiểm soát được cái tâm tham của mình, kiểm soát được cái tâm si của mình. Và hành giới thì tức là những người này khi mà không có tham á, thì đó là cái người bố thí rộng lớn,
cái người hay cúng dường, cái người hay làm những cái điều thiện, việc thiện với cái tâm trong sạch của mình, và với sự hiểu biết rằng mình làm đây là mình gieo xuống cái nhân lành, và cái nhân lành này nó sẽ trổ cái quả lành. Hoặc là mình gieo cái nhân lành này xuống với cái tâm nguyện rằng là với cái tâm trong sạch mà con đã làm cái điều lành này đây, là con bố thí, con cúng dường, con làm phước vân vân, con trợ duyên tất cả những điều tốt đẹp đó, cho con có được trí tuệ sáng suốt. Cho nên là một cái nó thuộc vào cái phước hữu lậu, và một cái nó gọi là phước vô lậu. Cái phước hữu lậu nằm ở cái chỗ là khi mình gieo một nhân lành, mình biết gặp một cái quả lành. Và như vậy mình yên tâm rằng đời này hoặc đời sau khi mình tái sanh á, mình sẽ hưởng được cái quả lành. Nó gọi là cái phước hữu lậu. Còn cái phước vô lậu á, nó nằm ở cái chỗ này. Ở cái chỗ á, mình làm điều lành, mình biết là gặt quả lành, nhưng mình không có cần thiết phải chờ đợi, và cũng không cần thiết là phải mong mỏi được như vậy, bởi vì đương nhiên nó sẽ trổ như vậy. Cho nên cái tâm của mình nó hướng về cái mà mình chưa có đạt được đây, để mình hướng về cái chỗ là với cái tâm trong sạch, mình bố thí, cúng dường, làm điều thiện, ăn ở có tình, có nghĩa, có nhân, có hậu, vân vân, thì tất cả những đó cho con có được trí tuệ sáng suốt cho đến ngày viên mãn. Đó là mình cầu nguyện cái trí tuệ về tâm linh. Thì cái đó là nó hướng về cái phước vô lậu, tức là mình chỉ cần trí tuệ sáng suốt thôi, còn tất cả những cái quả phước thiện mà mình gieo xuống đó, thì đương nhiên dọc cái đường luân hồi mình sẽ gặt những cái quả lành đó, đương nhiên là trổ. Khỏi cần cầu, khỏi cần ước, khỏi cần mong muốn, khỏi cần chờ, khỏi cần đợi, nó sẽ trổ sẵn. Ví dụ như chúng ta thấy đó, bà Diệp Bà Ma là cái người giữ giới, giữ giới thô cho đến giới tế, tâm rất là trong sạch. Cho nên khi mà bà đến cái chùa đó, mà trời nó mưa to tầm tã như vậy đó, mà bà không ướt. Lý do rằng là khi bà xuống cái xe đó, thì bà biểu cái xe đó nó cập sát vào trong cái nhà đó. Thì bà xuống xe là bà vô cái nhà đó, bà chờ cho đến tạnh mưa bà mới vô chùa. Nhưng mà thực tế là trước cái cổng chùa đó, trước cái thiền viện đó, nó là miếng đất trống, không có cái nhà nào hết á. Nhưng lúc mà cái xe của bà tới trước cái cổng thiền viện đó, thì bà thấy nó có cái nhà, nó có người trong đó. Cho nên bà nói cái xe đó ngừng ngay cái chỗ đó cho bà xuống, bà trú mưa trong này. Nhưng mà cái nhà đó là của chư thiên. Cho nên người mà giữ giới trong sạch, từ giới thô cho đến giới tế, thì bao giờ cũng chư thiên hộ trì. Và cái quả của những người này đó là tái sanh lên cõi trời. Và cái phước của họ bây giờ là cái phước chư thiên hộ trì. Cho nên mình làm cái điều gì đó phải chân chính, phải ngay thẳng. Thì khi mình chân chính ngay thẳng đó, là chư thiên hộ trì mình. Bởi vì khi mình giữ giới một cách trong sạch, từ giới thô cho đến giới tế đó, thì cái tâm của mình đó, nó sẽ câu thông với cái thế giới của chư thiên, mình nói được, cho nên nó có sự hộ trì. Còn cái tâm mình quanh lợi quẹo tới quẹo lui thì nó nói với cõi ma quỷ. Đây, cái tâm của người giữ giới đó, khi cái người giữ giới nó sẽ câu thông ở đây, cái câu thông vào trong cái pháp thiện này. Còn cái tâm của người mà phá giới đó, thì nó sẽ nói ở đây, nói vào đây. Và khi chư thiên hộ trì đó, là thông qua cái con người mà nó ở cái cõi dục này đây, mà cái con người mà cái phần cái tánh thiện nó lành, nó sẽ nói vào đây. Nó là một cái, nó một cái năng lượng, nó là một cái từ trường. Đó là một cái người cư sĩ mà ở trong cái thế kỷ của chúng ta đó, đã hành giới, đã giữ giới, và cái có một cái kết quả hết sức là rõ ràng. Từng bước chân của bà đi
chư thiên đều hộ trì. Trời mưa vậy, đến trước cửa cái thiền viện mà thấy có cái nhà sẵn, có người trong đó nữa, vô xin tá túc. Đến lúc mà trời tạnh mưa mà bà vô đó, thì những gì đó hỏi bà tới bao lâu, bà nói tới lâu rồi, cả tiếng rồi, đứng chờ ở đằng trước cửa đó, mưa quá không có đi vô được. Ta hỏi trời trước cửa là chờ ở đâu, nó có cái nhà đằng trước đó, ta cho vô, mở cửa cho vô, đứng chờ cho tạnh mưa mới vô. Mấy người mới nói làm gì có cái chuyện đó, trước cửa thiền viện rồi, đất trống mênh mông mà làm gì có cái đó. Bà nói không, có cái nhà thiệt, không có nói láo đâu, nhưng mà lúc trở ra đừng có cái nhà nào hết. Chư thiên hộ trì. Cũng như quý vị thấy cuộc đời của ngài Sivali đó, thì khi mà chư tăng á xin với Đức Phật là năm nay đó là sẽ đến cái khu rừng đó để mà an cư kiết hạ, thì Đức Phật biết cái chỗ đó là cái chỗ khó khăn, thì Đức Phật chỉ hỏi thế này: trong cái đoàn mà chư tăng mà đến cái vùng cái trú xứ đó để mà an cư kiết hạ đó, thì có sa di Sivali không? Như vậy nói là bạch Đức Thế Tôn, có. Thì Đức Phật nói đi đi, vì dọc đường đi đó không có làng mạc, không có nhà cửa, thì chư thiên đó phải hóa thành làng mạc nhà cửa và hóa thành cư sĩ nam cư sĩ nữ đó để mà nấu nướng dân cúng dường cho chư tăng trong dọc đường đi. Và khi đến cái khu rừng đó cũng chính là chư thiên đó là làm thành cái làng mạc khu vực đó để mà dân cúng thực phẩm hàng ngày cho chư tăng ở tại chỗ đó. Cho nên là sáu cái cõi trời dục giới này là chỉ cho những người giữ giới và hành giới. Thành ra khi chúng ta tu là ở cái bắt đầu chúng ta thọ giới, thì chúng ta phải hiểu giới thô là gì, phải hiểu giới tế là gì, và chúng ta gìn giữ cho đừng phạm, và chúng ta hành những cái giới đó, thì cái con đường mà chúng ta tái sanh về cõi chư thiên là đương nhiên, không có gì phải bàn cãi cả. Chỉ có một vấn đề chúng ta phải nói rằng đó, là khi lên cái cõi chư thiên dục giới này đó, là có phải là cái đỉnh cao trên con đường tiến hóa tâm linh không? Thì chúng ta chỉ có thể nói vậy, đây là cái đỉnh cao của phước báo thế gian. Phước báo thuộc về đó, cái dục giới, cõi dục giới của thế gian, nó là cái đỉnh cao của phước báo thuộc về chúng sanh nó cõi dục giới, chứ không phải là cái đỉnh cao của con đường tâm linh. Ngay cả đó, khi mình đắc cái thiền sắc giới và cái thiền vô sắc giới cũng chưa phải là đỉnh cao. Đề Bà Đạt Đa khi đắc cái ngũ thiền này, đắc cái thần thông này, ngỡ là mình ở cái đỉnh cao, ngỡ mình là một cái vị Phật. Mà một vị Phật đó cũng chưa có phải là cái đỉnh cao, mà cái đỉnh cao là đấng toàn giác. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa chỉ mới có cái ngũ thông đây thôi, mà tưởng rằng đó mình còn hơn cả một cái vị Phật nữa. Chính vì cái chỗ thiếu hiểu biết đó đã đưa đẩy cuộc đời của Đề Bà Đạt Đa giờ này vẫn còn ở địa ngục. Trong khi cái người đó, đó là coi như đã dày công tu tập đó, mới đạt được ngũ thiền và mới đạt được thần thông. Cho nên là khi chúng ta học về những cái cõi, những cảnh giới này nè, để chúng ta biết, biết là mình cái đường dài như vậy á, mình đã đi tới cái đoạn nào, và mình còn phải nỗ lực, còn phải cố gắng hơn nữa để cho mình đi những cái đoạn đường đó càng lúc nó càng nhanh hơn, mà nó tiến triển hơn. Chứ còn nó không á, thì chúng ta sẽ lạc lối. Như vậy chúng ta thấy là sáu cái vị chư thiên ở cõi trời đó vẫn tái sanh bằng các cái tâm quả thiện đầy. Nó giống như là những cái vị mà tái sanh ở cõi người đây, ở cõi người đây tái sanh bằng hai cái tâm quả: một tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, và một cái tâm quả tục sinh. Mà cái này đời sư cô đã giảng nhiều rồi. Những vị mà tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân đó, thì tật nguyền ở trong bụng mẹ. Còn những vị mà tái sanh bằng cái tám cái tâm quả thiện đây đó, thì sinh ra là con người là hoàn chỉnh, tức là tứ chi, các bộ phận trong cơ thể đều bình thường.
điều tốt đẹp. Thì như vậy đó là những người tái sanh bằng tám tâm quả thiện. Như vậy chư thiên ở trên cõi trời dục giới cũng tái sanh bằng tám tâm quả thiện này. À, nhưng mà nó đặc biệt, nó khác hơn ở người ở cõi người ở chỗ là những vị này giữ giới khô tế yêu tế, và đặc biệt là hành giới. Vậy thôi, chứ chưa có phải là cái con đường tiến hóa về tâm linh cao nhất, phước báo cao nhất trong cõi dục giới. Cho nên quý vị thấy là nhiều người mới nói rằng mình sẽ được tái sanh về Tây Phương Cực Lạc, thấy không? Cực lạc thôi, tức là hưởng cái nhàn lạc đó cao nhất trong cõi dục, gọi là Tây Phương Cực Lạc, thì là cõi trời thôi. Cũng như những cái vị mà người ta tin vào có một cái đấng Chúa Trời, thì chuyện đó là có chứ đâu phải không? Bởi vì ngay cái cõi dục này nè là sáu cái cõi trời, thì có sáu vị Thiên Chủ, tức là sáu vị Thiên Chúa, sáu vị Thiên Chủ của sáu cõi trời. 20 cõi trời của sắc giới và vô sắc giới thì có 20 vị Thiên Chủ nữa, là coi 26 vị Thiên Chủ. Và cái Thiên Chúa trong cái nhà Phật đó, đó là một trong 26 vị đó. Mà mình nhìn cái cách của cái vị Thiên Chủ này xuống thế gian đó, thì đặt cái chữ bác ái và tình thương đứng hàng đầu. Cũng như là mình nói cái chữ đó, theo đạo Phật mình dùng chữ là từ bi đứng hàng đầu. Thì trong cái đạo Phật mình tu á, bao giờ cái căn bản cho cái người hành trì vẫn là từ bi hỷ xả, đúng không? Thì cái vị Thiên Chúa này đó đặt cái bác ái và cái tình thương nó đứng hàng đầu. Như vậy chúng ta rõ ràng là cái vị này là một trong sáu cái vị Thiên Chủ ở cõi trời dục giới xuống thế gian để cứu thế, để mà trải cái lòng mình ra mà cứu khổ, cứu nạn cho tất cả những ai mà đau khổ lầm lạc ở trên thế gian này. Cho nên chỉ con đường là lành, con đường lầm lành, con đường là phải giúp đỡ cho tất cả những ai khó khăn, khốn khổ trên cái đời này, thì trải cái lòng ra để nâng đỡ. Như chúng ta biết mẹ Teresa, người bị bệnh gần chết, nằm ở lề đường không có ai chăm sóc, thì mẹ đem về ở chỗ cái tu viện của mình săn sóc cái người đó, cũng như săn sóc cái người thân yêu nhất của mình, tự mình tắm rửa cho cơm nước, cho ăn lo đầy đủ hết, săn sóc rất là phải nói là chu đáo và với tất cả một cái tấm lòng. Cho nên là mẹ Teresa đã được phong thánh ngay khi mình còn tại thế, vì không ai có thể có một cái tấm lòng, có một cái năng lực và có một cái sự tận tụy như là mẹ Teresa. Thì đó là cái hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên mới nói là sáu cái cõi trời này đó là cho những người giữ giới và cho những người hành giới. Một trong những cái hành giới đó là cái bố thí, cái cúng dường, cái phục vụ vân vân, những cái hạnh lành của cái người ở cái thế gian này. Thì như vậy mẹ Teresa mà về với Chúa, tức là mẹ Teresa phải về cõi trời, đương nhiên là như vậy. Cho nên là bên đạo Thiên Chúa mới nói rằng khi mà mình khó khăn đó, hoặc là bây giờ lâm chung đó, là có những cái vị thiên thần hoặc những vị thiên sứ đến rước, thì tức là những người ở trên cõi trời sẽ đến rước. Còn mình á, là ở trong nhà mình á, cái gia tộc của mình đó, ông bà cha mẹ mình, những người ăn ở có phước có đức mà vẫn lưu lại cái tiếng tốt cho cái gia tộc có từ nhiều thế hệ, thì chính những ông bà tổ tiên đó của mình là những người đó có mặt trên cái cõi trời dục giới này, và thường hay về cái thế gian này để hộ trì, và đặc biệt trong gia đình của mình. Cho nên quý vị thấy cái người Việt Nam mình không, lúc nào cũng kêu trời hết mà. Trời ơi vui quá, trời ơi sao mà nó khổ quá vậy. Bất cứ cái gì cũng trời hết, hết sức là thân thiết, hết sức là gần gũi, vui buồn gì cũng có. Bởi vì đâu có ai xa lạ đâu, chính là tổ tiên ông bà của mình hộ trì cho mình.
Cho nên là chính những người đó sẽ làm cho những người ở thế gian này là trở thành những cái thiên sứ của vua trời. Là chính những cái người khiến cho mình nó nối kết được, có những người tốt người ta đến để giúp mình, thì cái gì người tốt đó chính là một vị thiên sứ lãnh cái sứ mạng của chư thiên đến để trợ giúp cho cái người mà giữ giới đây, cái người mà hành giới này đây đang lâm cái hoạn nạn, tức là cái quả xấu người này đang trổ xanh, thì có cái bàn tay nâng đỡ của chư thiên. Thì hiểu này chứ. Cho nên là chúng ta sẽ đi trong tất cả những cái cuộc động đất, thì bao giờ có những người, có một số người nó sống hy hữu. Sóng thần xảy ra cũng có người sống hy hữu, cháy rừng cũng có người sống hy hữu, máy bay rớt cũng có người sống hy hữu, tàu chìm cũng có người sống hy hữu, tai nạn xe cộ xảy ra vẫn có người sống hy hữu. Đó là những người mà người ta tạo cái phước báo người ta rất là nhiều. Cái giờ đó, đó khi mà xảy ra sự việc đó, thì có người đó cần nâng đỡ người ta chút xíu thôi thì ta thoát. Cho nên chúng ta đọc những cái chuyện lạ bốn phương đó, ta nói nè, cái người này đó bị một cái vết đâm, bị người khác đâm, nhưng mà nó chỉ còn có mấy mili nữa thôi thì nó đụng vô cái tim là hết cứu rồi, nhưng mà nó tới cái chỗ đó có còn chút xíu này nó ngừng lại, cho nên là y học cứu được, trong ngành y người ta cứu được đường tơ kẻ tóc thôi. Cho nên không có cái gì bảo bọc đời mình ngoài phước cả. Pháp thế gian nói với chúng ta rằng cha mẹ ta sẽ bảo bọc cho ta, người thân yêu của ta sẽ bảo bọc cho ta, quyền lực thế lực sẽ bảo bọc cho ta, tiền bạc ta nhiều tiền bạc sẽ bảo bọc cho ta. Không đâu, phước của ta mới bảo bọc cho ta. Tiền nhiều chưa chắc, tiền nhiều mà đi mua chuộc có khi đó hối lộ được, mà có khi không hối lộ bị bắt mà còn mất tiền mà còn phải đưa ra tòa nữa. Thành ra tất cả những cái đó không có hộ trì. Cha mẹ chúng ta hộ trì cho chúng ta đó cũng có mức độ thôi, còn phước mình mới hộ trì cho mình. Cho nên chúng ta đi cái con đường phước. Vì vậy mới nói cái lý tưởng cuộc đời của chúng ta là thiện và thiện tri. Và chúng ta đây đó, sống với bất cứ ai trên đời này cũng để cho cái phần thiện và thiện trí của mình trổ xanh. Và sư cô gọi đây là một cái vai diễn trong cuộc đời của mình. Mình làm chị, mình cũng tạo phước, làm em cũng tạo phước, làm con cũng tạo phước, làm vợ cũng tạo phước, làm chồng cũng tạo phước, làm cha, làm mẹ cũng tạo phước. Nếu chúng ta hiểu được cái điều đó, chúng ta sẽ sống ở thế gian này an vui và ra đi cũng an vui. Còn nếu không á, chúng ta sống trên thế gian này, chúng ta dựa hết người này tới người kia tới người nọ, rồi chúng ta ra đi thì chúng ta bám hết cái này tới cái khác. Không những bám con người, còn bám tiền bạc, còn bám quyền lực, còn tham cái sự sống chúng ta quá nhiều, thì con đường luân hồi của chúng ta sẽ đi theo cái gì mà chúng ta bám. Để rồi khi mà chúng ta học tới cái cõi của quỷ đây nè, cõi của quỷ khổ đây nè, thì chúng ta hiểu cái bám đó. Rồi bây giờ chúng ta cứ xem một phần nữa là chúng ta xong nha. Sáu cõi chư thiên, đây là chúng ta đang nói cõi dục giới thôi nha. Bây giờ tới cái cõi mà sắc giới đó. Dục giới thì sáu cõi trời chúng ta nói rồi nha. Bây giờ tới sắc giới đây. Nó có tất cả 16 cõi chư thiên. Mười sáu cõi chư thiên sắc giới này nó gọi là cõi nhàn tịnh. Gọi là cõi nhàn tịnh. Tức là cái người mà tái sanh lên á, 16 cái cõi chư thiên này đó, thì được hưởng cái phước. Mà cái phước này đó nó làm cho cái mình được trong ở trong cái cảnh giới đó là trong sạch thanh tịnh, cảnh giới của những cái bậc tu thiền định.
cõi nhàn tịnh á là cái chỗ của cái người mà giữ giới đây, cái cõi của cái của những cái bậc tu thiền định và có đắc thiền định. Không những tu thiền định mà có đắc thiền định. Đấy, đó là cõi của những cái bậc này. Như vậy cái nhân của những người này gieo xuống nó gồm có ba cái nhân. Nó là vô tham, nó là vô sân, nó là nhân trí tuệ. Bởi vì khi người ta hành thiền là người ta giữ giới. Lúc hành thiền không phạm giới được. Rồi cái thấy thứ hai đó là lúc mà chúng ta hành thiền định đó, có cái đề mục vậy đó, là cái tâm chúng ta nó sẽ giảm đi cái sự phóng dật, mà nó an trú trên cái đề mục. Và chính vì cái chỗ đó, đó mà nó phát sáng lên. Cho nên là cái vô tham, vô sân, vô trí tuệ này đấy, là cái tâm của cái người mà tu cái thiền sắc giới này đó, nó phần lớn nó nằm trong một cái trạng thái bình an và sáng suốt. Và như vậy cái quả đưa tái sanh, quả tục sinh của người này là năm tâm quả thiền thiện sắc giới. Năm tâm quả thiền thiện sắc giới đây. Chúng ta xác định rằng á, năm tâm quả này là quả thiện vẫn còn ở thế gian, nhưng mà nó là năm tâm quả thiện thuộc về thiền, cho nên gọi là năm tâm quả thiền thiện sắc giới. Như vậy cái điều thiện này đó không phải chỉ có điều kiện, chỉ khi chúng ta có điều kiện mà coi như là chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta phục vụ thì mới có cái điều thiện. Mà khi chúng ta giữ giới chính là điều thiện. Và tất cả những điều làm lành của chúng ta chính là hành giới. Và kể cả khi chúng ta hành thiền, cái giờ phút nào chúng ta hành thiền thì cái giờ đó có giữ giới. Và cái giờ đó là cái tâm chúng ta được bình yên sáng suốt. Cho nên cái quả tục sinh của người này á, là năm tâm quả thiền thiện sắc giới. Và họ tái sanh lên 4 cái cõi, 16 cái cõi trời sắc giới. Chúng ta sẽ học về chi tiết sau. Bây giờ cái thứ ba nữa là vô sắc giới. Nó có 4 cõi chư thiên vô sắc giới. Và đây cũng gọi là thế giới nhàn tịnh. Này chúng ta học rồi, chỉ là nhắc lại thôi. Thì xin nói rõ thế này, những cái vị nào mà tu thiền sắc giới mà đắc được ngũ thiền thì mới tu được thiền vô sắc giới. Chứ không phải là không tu thiền sắc giới mà có thể tu được thiền vô sắc giới. Hoặc là tu thiền vô sắc giới, tu thiền sắc giới rồi tu luôn thiền vô sắc giới, chuyện đó hoàn toàn không. Mà cũng không phải tu đắc tầng thiền thứ nhất rồi có thể tu thiền vô sắc giới, không. Mà phải đắc tầng thiền cuối cùng, tầng thiền cao nhất, sau khi đã hoàn tất cái này rồi mới có thể tu thiền vô sắc giới. Thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó là đấng toàn giác đó, là đắc thiền sắc giới này và thần thông nó trong nhiều kiếp. Và đắc cái thiền vô sắc giới này cũng nhiều kiếp, cho đến cái kiếp cuối đó là dành 6 năm để tu lại thiền sắc giới và vô sắc giới, thì đạt đến cái đỉnh điểm không còn có thể cao hơn được nữa. Và nhờ khi mà đạt được cái đỉnh điểm của thiền sắc giới và viền thôi thất giới này, cho nên vị này với cái sự bình yên và sáng suốt trong tâm đó, là tự mình ngồi xuống một chỗ có thể nhìn thấy được cái hoạt động của thân và tâm, và thấu suốt hết. Cho nên nắm được tất cả các cái pháp chân đế này. Và như vậy
trong tâm không còn cái quế nhiễm thuộc về tham sân si nữa. Mà cái sự trong sạch và sáng chói của vị này á, nó là đỉnh cao của sự trong sạch và sáng chói. Và cái đặc biệt của cái vị này đó, mà hơn tất cả các cái vị Phật khác ở cái chỗ đó, ngoài cái chuyện mà ở trên cái đỉnh cao của cái trí tuệ đó, đỉnh cao của sự sáng suốt đó, vị này còn có một cái năng lực đó là hiển lộ được cái chân lý về tâm linh mà mình đã tu tập từ 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Có những cái vị thành Phật rồi không thể hiển lộ được, không thể trình bày được, không thể nói được tất cả những cái chân lý về tâm linh, nhưng đấng toàn giác thì làm được cái việc này. Thì vậy Đề Bà Đạt Đa do nông cạn cứ nghĩ rằng mình đạt được cái đỉnh cao và mình có thể thay thế được đấng toàn giác, vì cái chỗ đó mà phạm thượng, vì cái chỗ đó mà mình gây biết bao nhiêu những cái sai lầm để cho bản thân mình á phải chuốc lấy những cái đau khổ không thể nào tưởng tượng được. Nên quý vị thấy cái vô minh không, cái che khuất không, những cái đó làm cho bao nhiêu những cái điều tốt đẹp của mình á, nó bị đẩy lui, nó không có trổ sanh được, không thể trổ sanh được. Cho nên cái người trong cõi dục này nè, cái muốn là vô cùng tận. Tu đến như vậy rồi mà cái muốn của mình nó làm cho hủy hoại hết cả một cái rừng công đức của mình, để cho cái sai lầm nó đưa mình đi xuống địa ngục một cách cực kỳ đột ngột. Hồi xưa mình không biết là cái đất nó nứt nó chôn vùi người ta làm sao. Bây giờ nhờ có camera nó ghi lại đó, thì quý vị thấy những cái chuyện mà đất nó nứt sụp lộ là cái chuyện quá dễ dàng. Xe hơi vẫn chạy trên đường này, người trên hè phố vẫn đi, mà chỉ có cái người đó vừa bước tới cái chỗ đó sụp xuống. Hòn đầu cái lỗ nhỏ xíu vậy nè, vừa đủ người lọt xuống, xong cái lớn ra, tất cả những người khác lại nhìn thấy gì nước không chứ, mà xoáy như vậy. Cho nên chính cái tâm của chúng ta đi lệch lạc, và chúng ta tạo tác ra cái lệch lạc, thì chúng ta phải gánh nhận những cái sai của mình, cũng như học trò mà làm toán sai thì phải lãnh cái điểm xấu, không thể nào lãnh điểm tốt được cả. Chúng ta nhớ như vậy để mình cố gắng mình tránh cái sai của mình. Còn nếu như mình không có biết cái điều này, mình chỉ bảo vệ cái ngã của mình thôi, chứ mình không có bảo vệ cái phần tốt nhất của mình, không bảo vệ đâu. Mà mình bảo vệ cái ngã mình, mà cái ngã mình nó nằm trong cái quế nhiễm, nó thuộc về cái tham mà nó cộng với ngã mạn. Cho nên mình nhớ chỗ này, bất cứ mình làm cái gì mà mình so sánh mình với ai đó là mình vướng vô cái bẫy của ngã mạn. Mình chỉ nên nói rằng nè, hôm nay mình làm được cái điều này, chúc mừng cho mình. Ngày mai mình làm không được, cố gắng sửa đổi. Chứ đừng có nói rằng mình so với người này, so với người này, so với người này, so với người này, mình hơn người này, mình thua người này, mình bằng người này. Tất cả cái trò đó trong tâm của mình á, nó là khởi đầu cho cái hiển lộ cái sai lầm về cái bản ngã của mình, mà nó nằm trong cái uế nhiễm, nó thuộc về tham cộng với ngã mạn mà mình không biết. Khi mà chúng ta trong cái pháp học chúng ta hiểu được cái điều này đó, khi nó khởi lên ta thấy liền. Và cái thấy đó nó đặc biệt vậy nè, nó làm cho nó mắc cỡ, nó dịu xuống. Khi mình thấy những cái điều đó, mình thấy nó rã, nó giống y hệt trong cái đời thường. Thì sẽ có lấy ví dụ, thường cũng hay lấy ví dụ này đó. Thí dụ mình là bà ngoại đi, mình chơi với cái đứa cháu nhỏ mà nó là thuộc vào hàng siêu quậy, mà đụng tới nó là nó khóc, nên mình đâu có đụng nó làm chi. Nhưng mà nó chơi là mình cứ ngó, mà nó chơi hơi là nó muốn lấy cái ông đĩa ở chỗ bàn thổ đĩa mình, nó bưng ra nó chơi. Đầu tiên nó phải ngó chừng bà ngoại một cái nó mới thò tay chứ.
Nhưng mà lúc đó mà bà ngoại nhìn nó là nó thôi, nó rụt cái tay rồi, nó không có lấy đâu. Chừng nào bà ngoại không thấy rồi lấy. Thì cái tâm ngã mạn của mình nó cũng vậy đó. Rồi khi mà mình thấy nó rồi đó thì nó mắc cỡ, thôi nó không làm nữa. Mà mình không thấy nó thì nó tới luôn. Cho nên phải để ý ở cái chỗ là cái tánh mình á, hay so đo với người này người kia nữa. Coi mình hơn được ai, coi mình bằng được ai, coi mình theo được ai. Không có cái đó. Kiểm điểm mình. Nhưng mà mình ngày hôm qua với ngày hôm nay, mình cái hồi 5 phút trước với 5 phút sau, thì mình nên làm cái đó. Còn cái chuyện mà so sánh với ai thì hoàn toàn không. So sánh chỗ nào cũng không đúng hết. Mình thấy bằng người ta hay mình thấy hơn người ta, mình thấy kém người ta, đều rơi vô cái bẫy của ngã mạn. Và nó đi đến cái hành vi của mình á, là cái người này đặt cái sĩ diện của mình đứng hàng đầu, nó che khuất hết. Chúng ta không làm điều đó. Chúng ta trở lại như vậy là cái thiền vô sắc giới này, vô sắc giới này, nó tái sanh trong bốn cõi. Và cái người hành thiền này đó gieo cái nhân gì? Gieo ba cái nhân thiện, có trí, đó là vô tham, vô sân và trí tuệ. Nó trổ ra cái quả, đưa ra tái sanh, quả tái sanh. Đó là bốn tâm quả thiền thiện vô sắc giới. Đây, bốn tâm quả thiền thiện vô sắc giới đưa đi tái sanh. Và cái cõi nó là cõi nhàn tịnh. Ở đây là tái sanh vào bốn cõi trời vô sắc giới. Như vậy là chúng ta có 26 cõi trời. Có bốn cõi khổ, một cõi nửa lạc nửa khổ. Thì cái phước của chúng ta đó là ở cõi nửa lạc nửa khổ. Như vậy chúng ta có thể lên trời, và chúng ta có thể đi xuống cái đầm lầy, đi chỗ nào do mình xác định. Như vậy đó, như vậy nghiệp gieo xuống thế nào do mình. Tâm của mình khởi lên cái gì, mình nghe theo nó để mình nói ra, mình nghe theo nó để mình ứng xử, thì đó là chúng ta đang gieo trồng cái nghiệp mới. Chứ không đâu xa hả? Và mình không có đổ tại ai hết. Thường thường đó, thì cô thấy đi ra tòa đó, người ta mới nói rằng là cái em này đó 15 tuổi mà nó phạm những cái tội tày trời. Nếu mà người lớn phạm là có thể tử hình. Nhưng mà người nhỏ này phạm là do thứ nhất là hoàn cảnh cha mẹ như thế này. Cái thứ hai là không được học vấn. Cái thứ ba là ở chung với lại cái người già nuôi đó thì chiều chuộng quá. Người ta đổ thừa cho có một cái phần hoàn cảnh nó chi phối cái người. Nhưng mà cái thực tế đó, cái thực tế đứng về mặt tâm linh đó, thì tất cả là do thứ nhất là cái quả nghiệp của người này. Cho nên người này sanh ra trong cái gia đình có cha có mẹ như vậy, có cái hoàn cảnh như vậy, có ông bà thương mà chiều chuộng như vậy. Và bản thân của người này nè, những cái hạt giống mà không có lành này nó quá mạnh. Cho nên là trên cái mảnh đất thiếu phước đó thì nó phát triển nhanh. Bởi vì nó phù hợp với lại một cái hạt giống xấu thì nó phải phát triển lên thôi. Cho nên đứng về mặt tâm linh á, là chúng ta không có đổ thừa cho tại cha, tại mẹ, tại ông, tại bà, tại hoàn cảnh, tại điều kiện học vấn vân vân. Chúng ta không có đổ thừa những cái thứ đó. Những cái đó là những cái cộng nghiệp, những cái đó là những cái quả mà chúng ta đã gieo trồng những cái nhân này từ nhiều kiếp rồi. Và bây giờ cái hạt giống này trong những cái điều kiện đó nó phải nảy nở lên. Tại sao chúng ta không nói những cái trường hợp khác, những cái trường hợp mà những cái đứa trẻ cũng sinh ra trong cái hoàn cảnh đó mà nó lại trở thành những người coi như là ít quốc lợi dân? Tại sao chúng ta không nói cái điều đó? Nói điều đó để làm gì? Để biết là chủ yếu là cái hạt giống.
Cho nên người ta nói những cái cây cao lớn nhất, những cây vĩ đại nhất là gieo trồng trên những mảnh đất khô cằn nhất, mà nó bám rễ được, mà nó vươn lên, nó mới trở thành vĩ đại. Dí phỏng đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Cho nên chúng ta không đổ thừa cho hoàn cảnh. Như vậy tất cả chúng ta đây nè, nhận được cái quả phước lành trong đời này nhiều hay ít là do chúng ta gieo trồng. Như vậy giờ này chúng ta đã lâm phải cảnh khổ, chúng ta không đổ thừa cho ai nữa. Mặc dù cái người đó có ác như mình cách mấy đi nữa thì nó cũng là quả của mình mà. Và cái kinh khủng nhất cho cái người mà đối xử ác với mình đó là họ đang gieo xuống cái hạt giống ác. Cho nên cái suy nghĩ của chúng ta sẽ là như thế này: cái người mà đối xử ác với mình đó, mình phải nhận cái quả khổ của mình, nhưng mà để cho nó tiêu tan nghiệp chướng. Còn cái người mà tạo cái ác nghiệp đây nè, là cái người này đó mới là cái chuyện sai lầm lớn, để người ta sẽ nhận biết bao nhiêu cái đau khổ, hoặc là người ta tiếp tục người ta tạo những cái điều này á, để người ta khổ tiếp theo. Tại sao người ta đối xử ác với mình mà gọi là tiêu tan nghiệp chứ? Tại vì mình gieo xuống bây giờ nó trổ mà. Nó trổ không phải một lần, trổ hai lần, trổ ba lần, trổ bốn lần, trổ năm lần, trổ sáu lần. Mỗi lần nó trổ cho mình ứng xử. Cây trong vườn nó trổ nè, ăn hay không? Cho hay là bán? Ứng xử như thế nào là do mình. Hay là trồng thêm, gieo thêm, thì cái đó là do mình. Như vậy nếu mình biết thì nó tiêu tan nghiệp chứ. Mình không biết thì nó gieo trồng thêm. Cho nên người đó ác với mình, mình nói đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Bây giờ mày tát tao một cái, tao tát mày hai cái. Thì như vậy đó là chúng ta đang kéo dài, nối dài những cái nghiệp chướng của mình. Còn nếu chúng ta biết, chúng nói rồi, quả của ác nghiệp tới rồi, không? Nhận nó rồi thôi. Đừng có oán, đừng có trách, đừng có nói có oan trái nữa. Nhận ra chính mình đã gieo xuống, sám hối đi. Nói với mình đi, nhìn cái đó và nguyện đời đời kiếp kiếp đó, tránh xa những cái hành vi này, những cái cử chỉ này, những cái lời nói này, những cái tâm ý này, đời đời kiếp kiếp con nguyện tránh xa. Thì mình tiêu tan nghiệp chứ, chỉ có vậy thôi. Còn mình ngồi đó mà trách, ngồi đó mà ăn miếng trả miếng nói, đây là luật về tâm linh. Lấy đức báo oán thì oán tiêu tan, mà lấy oán báo oán thì oán thiên thu, kéo dài không có dứt, từ đời này sang đời khác, từ thế hệ sang thế hệ khác, thì mình đi từ kiếp này sang kiếp khác. Mà những người cộng nghiệp của mình trong gia quyến đó, nó sẽ nuôi cái hận thù này từ thế hệ này qua thế hệ khác. Không có được cái ích lợi gì khi chúng ta làm thương tổn lẫn nhau và chúng ta hủy hoại nhau. Không có một chút ích lợi nào cả. Không ích lợi cho mình, cũng không ích lợi cho người khác, cũng không ích lợi cho bất cứ ai. Nhưng mà tại sao chúng ta tiếp tục sự vô ích đó? Bởi vì chúng ta thiếu hiểu biết. Chỉ có vậy thôi. Cho nên chúng ta nhớ thế này: cái quả bất hạnh mà ngày hôm nay chúng ta nhận và chúng ta biết xử lý đó để cho nó chấm dứt, thì có nghĩa là chúng ta sẽ tiêu tan nghiệp chướng. Còn ngày hôm nay khi chúng ta không biết mà chúng ta gieo trồng cái sự đau khổ xuống cho bản thân mình, cho người khác, đó là cái điều mà chúng ta phải cố gắng nhận nó ra để chúng ta kết thúc không dám làm. Thì như vậy đó là sự tu tập của chúng ta, cái sự mà chúng ta chuyển đổi từ cái xấu sang cái tốt, thì đó là cái con đường tu học mà cũng là con đường tu tập của mình. Nguyện cầu ân tâm bảo gia hộ cho tất cả chúng ta sáng suốt, để chúng ta đó là huân tập cái nghiệp lành cho tất cả chúng ta đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.